Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn hết giải thích, hóa ra, vô tình tôi đã trở nên đẹp đẽ như vậy rồi. Đây là nguyên do đạo tâm trong sáng, khi tâm sáng, con người sẽ không thô tục như thế kia. Mà sự tôi luyện long mạch nguyên lực, lại giúp cơ thể và lòng tôi tràn đầy mị lực từ trong ra ngoài. Thầm nghĩ, thảo nào mộ dung nguyên duệ nhất định không để tôi rời côn lôn, tạ lan hiện tại có kém phù tô công tử chỗ nào đâu chứ. Trước đây cùng tùy Họa ở bên nhau trong tim tôi vẫn lo sợ, sợ rằng không xứng với dung nhan tuyệt mỹ của cô ấy, bây giờ thì lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hài lòng rồi. chương 210, nữ nhân H.I. 2, hai cô gái thấy tôi dễ gần, tiếp tục chụp ảnh lưu niệm với tôi, còn can đảm hỏi tên tôi. Tôi tên Tạ Lan, tôi nói, tên đẹp quá, Lan, xương khói đổ mây mù, sinh ra ở trũng sâu, phát tán ở trên núi. Dùng nó để đặt tên thật sự rất hay, nghĩ đi nghĩ lại những người tôi đã gặp mấy năm nay, tên đều rất thú vị. Ví như Tạ Lưu Vân, Khương Tuyết Dương, Lâm Thủy Hỏa, còn có mộ dung nguyên duệ. Đây là điểm khác biệt giữa huyền môn và tục thế, huyền môn tách rời tục thế, cái tên đều mang hàm ý sâu xa, không nhuốm hỏa khí nhân gian. Lúc cô gái chụp ảnh cho tôi, có rất nhiều du khách chú ý về phía này. Khi nghe tôi nói ra tên của mình, tôi nhìn thấy trong đám đông có một mỹ nữ cơ thể run nhẹ, cô ấy tháo kính dâm trên mặt xuống, nhìn tôi chăm chăm. Thì ra là cô ấy, tôi không nghĩ đến lại có thể gặp cô ấy ở nơi này. Từ sau khi Hạ quyết tâm gia nhập toàn chân giáo, đến cả người nhà tôi cũng rất ít khi liên hệ. Bản thân tu hành chính là nghịch thiên hành sự, có rất nhiều hung hiểm ẩn tiềm, với mỗi lần thăng cấp cảnh giới, còn có tai họa ập vào thân, tất nhiên không dính dáng đến tục thế mới tốt. Nhân sinh hà sứ bất tương phùng, tạ lan, xem ra anh sống rất tốt. Miêu hiền nhã sau khi kinh ngạc, hào phóng đi đến chào hỏi tôi. Miêu hiền nhã, chính là bạn gái cũ mà tôi từng nhớ nhung thanh xuân qua đi, nhưng vẻ đẹp tri thức trưởng thành càng quyến rũ. Nhiều năm không gặp, cô ấy vẫn xinh đẹp như trước kia. Nhìn thấy dung mạo khoan khoái của cô ấy, có lẽ cô ấy đã có được cuộc sống mà mình mong muốn. Lúc trước khi chúng tôi còn bên nhau, thật sự là yêu nhau tâm đầu ý hợp. Khi mới vào đại học, cô ấy phung phí thanh xuân mà không lo nghĩ sinh kế, đến năm cuối, cô ấy mới thay đổi tâm tư. Miêu Hiền Nhã là người đi du lịch, mời tôi đến quán trà nói về chuyện cũ, tôi không từ chối đã lâu không gặp em dạo này vẫn tốt chứ tôi hỏi một câu mở đầu rất thô tục vốn dĩ rất tốt sau khi gặp anh thì không còn tốt nữa rồi miêu hiền nhã nhẹ nhàng nói tại sao bởi vì khí sắc của anh tốt hơn cả em miêu hiền nhã nói được thôi tôi bất đắc dĩ đáp phù anh vẫn không thay đổi chút nào vẫn luôn là người đầu tiên thỏa hiệp với em người đề nghị chia tay là em em tất nhiên không hận anh miêu hiền nhã cười nói sau đó miêu hiền nhã kể về những gì cô ấy trải qua trong những năm này cô ấy ly hôn rồi chồng cô ấy có rất nhiều tiền bên cạnh không thiếu nữ nhân hiện tại cô ấy một mình không thiếu tiền du lịch rèn luyện thân thể thời điểm này không nghĩ đến chuyện hôn nhân anh cảm thấy với sự thông minh của mình chuyện này đáng ra không xảy ra với em mới đúng tôi nói miêu hiền nhã là một cô gái cực kỳ thông minh với thủ đoạn của cô ấy muốn nắm lấy trái tim nam nhân rất dễ nếu như em không muốn nắm lấy thì sao miêu hiền nhã nhìn thẳng vào tôi hỏi tại sao miêu hiền nhã không đáp mà hỏi tôi đã kết hôn chưa anh kết hôn rồi tôi đáp à mặt miêu hiền nhã lộ ra vài phần chán nản ngay sau đó lại hỏi tôi không biết chị tạ là người như thế nào nhỉ anh không biết hình dung cô ấy thế nào nữa so với em thì sao hai người không phải là người cùng thế giới đâu tôi nói cô ấy là người thùy họa là quỷ tất nhiên không cùng một thế giới trên mặt miêu hiền nhã lộ ra vài phần không vui rất rõ ràng cô ấy đã hiểu sai ý của tôi. Chỉ là tôi cũng chẳng buồn giải thích, cô ấy có giận hay không cũng chẳng liên quan đến tôi. Lúc mới bắt đầu chia tay, tôi đã trải qua những ngày chán nản nhất trong đời, nghe bất cứ bài tình ca thương cảm nào, nước mắt cũng không ngừng rơi. Cho dù chia tay đã lâu, giữa đêm mơ về dáng vẻ mỉm cười của cô ấy lệ vẫn ướt đẫm gối. Tôi không nợ miêu hiền nhã bất cứ điều gì, chỉ là cô ấy quá nóng vội, quá thực dụng, căn bản là không cho tôi cơ hội anh có bao giờ nghĩ đến việc quay trở về như trước đây chưa lúc tạm biệt miêu hiền nhã hỏi tôi trước khi gặp cô ấy đến nằm mơ anh cũng nghĩ đến sau khi gặp được cô ấy không gặp em anh cũng không nhớ nổi mặt em ra sao luôn đó miêu hiền nhã nghe xong thần tình đại biến bước lớn rời đi bên này cô ấy vừa rời đi có một nữ nhân mặc hắc y ngồi xuống vị trí cô ấy hắc y nữ nhân vừa ngồi xuống tôi lập tức cảm nhận được một cỗ thần niệm uy áp mạnh mẽ không gì sánh được trong lòng nổi lên một tia cảnh giác. Ngẩng đầu nhìn, nữ nhân này quá nửa khuôn mặt bị kính dâm che khuất, chỉ lộ ra nửa dưới sắc diện nhợt nhạt. Lúc này vẫn là giữa hè, mà cô ấy lại toàn thân che đậy kỹ lưỡng, thân trên còn mặc một áo choàng đen. Trên eo cô ấy đeo một vật dài và hẹp được quấn bằng vải đen, xem kích cỡ và hình dáng thì có lẽ là một thanh đao. Quán trà này không mở điều hòa, nhưng sau khi nữ nhân này ngồi xuống, nhiệt độ xung quanh giảm xuống nhanh chóng. Chị tạ là ai vậy? Nữ nhân hắc y lạnh lùng hỏi tôi, chương 211, chân yêu truyền thuyết 1. Ngữ khí của Lâm Thùy Hỏa mang theo nộ khí, không khí xung quanh giảm xuống vài độ. Từ lúc cô ấy vừa hiện thân, tôi liền biết ngay thân phận của cô ấy, kiểu thân thiết như huyết mạch tương liên đó, tâm hồn mất đi cảm giác, cũng chỉ có mình cô ấy mới có thể khiến tôi cảm thấy thế này. Tôi không lập tức trả lời câu hỏi của cô ấy, mà là vô cùng tỉ mỉ nhìn chằm chằm vào cô ấy. Ánh mắt của tôi rất tham lam, giống như thần dữ của đang dòm ngó bảo vật vậy, mà Thùy Họa vốn dĩ chính là tâm can bảo bối của tôi. Dưới ánh nhìn mãnh liệt không hề che giấu khát vọng của tôi, nộ khí của Thùy Họa bắt đầu yếu ớt, lộ ra vài phần xấu hổ hiếm thấy, quay đầu chỉ cho tôi nhìn bên gò má. Gò má cũng tuyệt đẹp, vẻ đẹp của cô ấy hoàn toàn khác với người thường. Khí thế hào hùng rực rỡ, nhưng lại vô cùng mê hoặc. Tôi càng nhìn càng thấy thích, ý cười trên mặt hiện lên. Nữ tử trong thiên hạ có nhiều đến đâu, thì ai có thể so với Thùy Họa vợ tôi cơ chứ? Nhìn ra được anh đúng là không có ai quản giáo mà, cũng trách em không tận lực hoàn thành trách nhiệm giúp chồng dạy con. Vô tình gặp lại bạn gái của em cũng không trách anh, cái vị chỉ tả của anh lại mọc từ đâu ra nữa vậy hả? Có phải là mộ dung nguyên rễ của tiên đạo côn lôn không đấy? Ngữ khí của Thùy Hỏa vẫn còn giận dữ, chỉ tả chính là nhân sĩ vào cửa lâm ra trại đại minh vạn lịch niên. Trời sinh mệnh khổ, vào năm 16 tuổi bị chọn làm Hoàng Hà nương nương trầm mình xuống sông Hoàng Hà, tuổi đời 400 năm, sau đó một linh hồn của mỹ nhân nhìn thấu khói lửa ở hai bên bờ. Tới hai năm trước, gả cho con trai thứ hai của tạ gia ở thôn Bạch Vụ làm vợ, trời đất làm chứng, lập nên lời thề. Lời thề nói rằng, sinh tử nhọc nhằn, cùng anh tương thân tương ái. Dần theo lời nói của tôi, ý cười trên gương mặt của Thùy Hỏa càng ngày càng đậm. Cô ấy vừa cười, đã mang gió xuân đến khắp phòng. Bây giờ em chắc đã biết chị tạ là ai rồi chứ hả? Tôi hỏi, xem như anh thức thời đó. Âm khí trên người Thùy Họa rất nặng nề, nơi đây là vùng đất mà người phàm ngưng kết được nên không thể ở lại quá lâu, tôi kéo tay cô ấy rời khỏi quán trà, thuận theo trường thành chậm chậm tiến về phía trước. Đợi đến nơi hoang vắng ít người qua lại, tôi cũng không thể tiếp tục tìm nén nỗi nhớ trong lòng, siết thật chặt eo của cô ấy rồi kéo cô ấy ôm vào lòng mình. Không giống như hồi trước, thân thể Thùy Hỏa hiện giờ hết sức chân thật, khí huyết hưng thịnh, nguyên khí dồi dào, rõ ràng đã đạt tới cảnh giới thân xác hóa thánh. Nếu như không phải cô ấy vốn dĩ là âm hồn đắc đạo, hơi thở khác biệt với người sống, thật sự căn bản không cần mặc kín đáo như vậy, cũng không cần cố ý tránh né ánh mặt trời. Có một chuyện chúng tôi từ khi kết hôn đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành, nếu nói không khát vọng thì là giả đó. Nhưng mà chúng tôi bây giờ đều là cao nhân hữu đạo rồi, giữa ban ngày ban mặt tuyệt nhiên không thể làm ra mấy trò màn trời chiếu đất đó. Con người có lúc vẫn cần mặt mũi, tuy rằng vô liêm sỉ không biết xấu hổ quả thật khiến người ta mong đợi, tôi tháo kính dâm trên mặt của cô ấy xuống, ngay tức thì lộ ra khuôn mặt mang ngũ quan vô cùng hoàn mỹ. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Thùy Hỏa và những nữ tử khác chính là khí khái anh hùng của giữa đôi lông mày cô ấy, giống như hàn mai ngạo tuyết, ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Nhìn thế nào cũng không chán. Tiếp đó Thùy Hỏa và tôi cùng nhau kể lại những cơ duyên gặp gỡ xảy ra sau sự việc ở Đàm Cửu Long, có một vấn đề hai người chúng tôi đồng thời tránh né, chính là liên quan đến ma đạo tổ sư và phá quân năm đó. Mà đạo tổ sư thân hóa hy di đồng quy cùng thiên địa, tương tự như vậy tàn hồn của phá quân cũng đã hoàn toàn rời khỏi người Thùy Hỏa, đi theo ma đạo tổ sư. Thùy Hỏa bây giờ chỉ là thiếu nữ gánh vác mệnh cách phá quân của 400 năm trước, mà tôi cũng chỉ là tạ lan. Điều may mắn là, tôi và Thùy Hỏa sớm đã kết hôn, còn cả đời ma đạo tổ sư và phá quân đều không vượt qua được bức tường ngăn cách cuối cùng. Lần này Thùy Hỏa tái xuất, thức tỉnh ký ức thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết của phá quân. Chỉ là để bộ pháp quyết này phát huy ra được, cần phải tiêu hao quá nhiều khí tức của tiên thiên canh kim, với đạo hành hiện giờ của cô ấy vẫn chưa sử dụng được. Thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đạo quyết, mỗi đao đều có uy lực chém nứt hư không, với thực lực dưới thiên tôn, một đao diệt thần. Trạng thái của phá quân vào thời hoàng kim, có thể chiến đấu với cửu thiên huyền nữ, đánh nhau với đổ mẫu nguyên quân. Một đao chém nứt sông vong xuyên đó, uy lực đã trực tiếp tăng đến đẳng cấp của đạo tổ rồi. Ngọc Hoàng của tiên đạo dựa vào bá thể của Ngọc Hoàng mà tiếp chiêu, tổ sư đạo đức thiên tôn của nhân đạo lại chưa chắc dám chặn một đao truy sát của phá quân đâu nha. chương 212, Trần Yêu truyền thuyết 2 Năm đó cô ấy có thể đánh chiếm được một nửa giang sơn cho ma đạo, cửu thiên thập địa, mãn thiên thần minh, lại có kẻ nào dám coi thường phá quân của ma đạo ta cơ chứ? Tu vi hiện giờ của Thùy Họa đạt đến cảnh giới hợp đạo, nhưng mà thân xác của cô ấy đã hóa thánh trước một bước rồi. Khí tức của tiên thiên canh kim đã trùng tu thân xác cho cô ấy một lần nữa, cho dù đối phó với người chỉ còn cách cảnh giới thiên tôn nửa bước, cô ấy cũng có sức mạnh chiến đấu một trận mà không hề rơi vào thế hạ phong. Nhắc tới cuộc chiến giã tiên lần này, với tinh thần chiến đấu cường đại như thủy hỏa, trong ánh mắt lại mang vài phần lo lắng. Giã tiên cường thịnh, mà hồ tộc Thanh Khâu lại quá yếu ớt. Chỉ dựa vào một mình cô ấy, muốn bảo vệ cả hồ tộc Thanh Khâu thì rất khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cô ấy muốn tới Sơn Hải quan chiêm ngưỡng đao trấn yêu đao trần yêu cũng do khí thức của tiên thiên canh kim hóa thành, được hoàng đế càn long ngự ban cho dùng để trấn áp số mệnh yêu tộc. nếu như có thể lĩnh ngộ ra huyền cơ bên trong đao trần yêu, sau này giao tranh với giã tiên sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. đao trần yêu có huyền cơ gì thế? lẽ nào còn lợi hại hơn đao lưỡng đoạn của phá quân hay sao? tôi hỏi, thật ra đao trần yêu cũng giống kiếm vấn thiên của anh, đều là tàn phẩm. Thùy họa nói, kiếm vấn thiên là u giã tử mô phỏng theo kiếm vô danh của ma đạo tổ sư để đúc ra mà thanh đao trần yêu là hậu nhân mô phỏng theo đao lưỡng đoạn. Từ xưa võ đạo đã trọng kiếm khinh đao, bởi vì đao pháp thì nhập môn rất dễ dàng nhưng muốn luyện ra thần thông lại hết sức khó khăn. Đao theo năm côn theo tháng và kiếm là cả một đời. Kiếm pháp tuy rằng khó tu luyện, thành tựu mà giai đoạn sau đạt được lại hoàn toàn vượt xa danh gia đao pháp. Chịu ảnh hưởng của điều này, bậc thầy rèn đao ở nhân gian cũng vô cùng hiếm hoi. Nhân gian có thất đại truyền thế danh kiếm, thuần quân, thái a, thất tinh long uyên, thừa ảnh đẳng nhưng lại không có đao tương ứng. Ở trong đạo môn cũng như vậy, đao có thể được lưu danh ở trong đạo tàng kinh vốn không có mấy thanh, ngoại trừ thanh đao lưỡng đoạn của phá quân ma đạo, thì chính là tà đạo huyết đao, thanh nhẫn huyết đao nằm trong tay lão tổ rồi. Nhưng mà tình huống này trong thời đại Càn Long đã xảy ra một việc ngoài ý muốn. Càn Long năm thứ 20, thiết trượng từ xuân ở Giang Nam nhập mộng đến âm ti, bên bờ sông Vong Xuyên vô tình cảm mộ được vết tích lưu lại của đao lưỡng đoạn. Sau khi quay về dương gian, liền căn cứ vào đao ý của đao lưỡng đoạn chế tạo ra một thanh đao. Không giống với cách u giã tử rèn kiếm, Từ Xuân chỉ chế tạo được một thanh đao đã kiệt quệ tâm huyết cả đời, tinh lực khô cạn mà chết. Sau khi thanh đao này xuất thế cũng không có dẫn phát bất kỳ dị tượng nào, chỉ có toàn thân bảo khí. Càn Long xuống Giang Nam, liền có người đem thanh đao hiến dâng cho Càn Long ra. Thanh đao này nằm trong tay người phàm vẫn chưa xuất hiện điều thần kỳ cổ quái gì, nhưng khi tới tay Hoàng đế Càn Long lập tức xảy ra biến hóa. Nghe nói, sau khi càn long rút đao ra khỏi vỏ chim nhạn bay trên bầu trời không dám tới gần cá đang bơi trong dòng nước không dám lộ diện mà vào thời điểm đó nhân gian lại gặp phải yêu ma tà đạo đang tác oai tác quái ngoài quan ngoại càn long đế cho người nghe ngóng tên của thanh đao này sau khi biết được thanh đao không có tên bèn đặt tên là đao trần yêu do võ anh điện đại học sĩ năm đó là phúc khang an mang theo thanh đao này vượt ngàn vạn giảm tới đại miếu nằm ở quan ngoại đại miếu trường xuân giã tiền được xây dựng vào năm khang hy bởi vì Hồ Tam Thái gia từng có công cứu giá, Khang Hy Đại Đế liền cho phép nhân gian lập từ đường cho ông ta. Mới đầu đại miếu chỉ có Hồ Tam Thái gia, sau đó thất thập tam lộ giã tiên đều được chuyển vào đây. Lại nói Phúc Khang An mang đao trấn yêu vào đại miếu, vốn dĩ muốn hỏi thử Hồ Tam Thái gia tại sao không nghiêm trị theo pháp lệnh, mặc kệ bọn yêu ma tác oai tác quái. Nào ngờ hắn vừa mới bước vào cửa, tượng thần của giã tiên bên trong đại miếu đã bắt đầu vỡ nát. Vỡ vụn đầu tiên là các giã tiên có cấp bậc tu vi thấp kém như Hồ Tiên, Mị Tiên, theo bước chân của hắn đi vào, cuối cùng tới cả sức mạnh chiến đấu dũng mãnh nhất như Sài Tiên và Phù Tiên cũng không chống đỡ nổi mà lần lượt nổ tung. Mắt thấy Phúc Khang An sắp đi vào trong chính cung thần điện, Hồ Tam Thái gia cũng ngồi không vững nữa, liền mang theo Hoàng Liễu Thường Bạch Khôi ngũ đại giã tiên hiện thân thành bổn tôn bước ra không người đón tiếp thánh giá. Phúc Khang An là ngựa sử của Càn Long, gặp được hắn cũng đồng nghĩa diện kiến Càn Long. Sau khi gặp được Hồ Tam Thái gia, Phúc Khang An rút đao thẩm vấn, bọn người Hồ Tam Thái gia nào dám đứng dậy, đáp ứng sẽ đích thân ra tay bình loạn đám yêu ma đang tác quái. Trải qua chuyện này, Long Nhan Càn Long đế vô cùng mừng rỡ. Vì muốn làm đám giã tiên ở quan ngoại khiếp sợ, sau đó liền đem đao trấn yêu phong ấn tại Sơn Hải Quan, hạ lệnh giã tiên trong vòng 500 năm không được phép bước vào quan nội. Cuối cùng tùy họa nói, đao trấn yêu ban đầu không hề có uy lực làm kinh sợ số mệnh yêu tộc, chỉ là hoàng đế Càn Long vâng theo mệnh trời lại gặp phải yêu ma làm loạn, Đao Trần yêu liền ngưng kết lòng dân trong thiên hạ có được năng lực trừ yêu diệt ma. Nếu em đã biết đây là nguyên vọng của dân chúng, em lại có thể lĩnh ngộ được huyền cơ gì chứ?" Tôi hỏi. "Ha ha, thật ra em không phải vì lĩnh ngộ huyền cơ của Đao Trần yêu, mà muốn giữ nó làm của riêng cơ." Thùy Họa mỉm cười nói. Chương 213, Bái Trần yêu đao một Đao Trần yêu ngưng kết lòng dân thiên hạ của thời Thanh triều, lại được đích thân hoàng đế Càn Long ban tên, vận mệnh cửu ngũ nếu như thân kiếp thứ 9 của phá quân có được đao chân yêu tất nhiên càng nắm chắc phần thắng, nhưng mà Thùy Họa bây giờ chỉ là thiếu nữ lâm gia trại năm đó, vận mệnh của cô ấy áp chế không nổi đao chân yêu. Vì thế cho dù cô ấy đã đến được nhiều ngày, vẫn như cũng chưa cách nào có được thanh đao đó. Đáng tiếc ma đạo vẫn chưa tái xuất, nếu không dựa vào số mệnh của ma đạo chắc chắn có thể lấy được đao chân yêu. Đến lúc đó cho dù đao chân yêu mất đi uy lực chấn áp số mệnh yêu tộc, em cũng có thể dựa vào sức mạnh của nó chiến đấu với thất thập tam lộ dã tiên. Thùy Họa nói, uy lực chân áp yêu quái của đao trấn yêu đến từ hoàng đế Càn Long, nếu như bị Thùy Họa lấy được, liền sẽ mất đi phần uy lực này. Nghe cô ấy nói đến vận mệnh của Ma đạo, tôi đột nhiên nhớ tới Cờ Chiêu Hồn trong Huyền Quan. Cờ Chiêu Hồn do mệnh cách thất sát sinh ra, đồng thời cũng đại diện cho vận mệnh của Ma đạo, nói không chừng tôi có thể dùng Cờ Chiêu Hồn để hàng phục đao trấn yêu. Tôi vừa nói việc này, Thùy Họa cũng cho rằng rất đáng để suy xét, quyết định tối nay sẽ thử xem sao. Lúc này sắc trời vẫn còn sớm. Tôi dẫn thủy hỏa đi dạo chơi xung quanh thành phố. Thực tế thì từ sau khi kết hôn, thời gian chúng tôi thật sự ở bên nhau rất ít ỏi. Sống dưới dòng sông Hoàng Hà suốt 400 năm, điều mà cô ấy ngưỡng mộ nhất chính là khói lửa nhân gian, mà tôi lại chưa lần nào cùng cô ấy đi du lịch nhân gian cả. Thời gian một ngày sau đó, tôi đưa cô ấy tới vui chơi ở đảo Tần Hoàng. Tay của cô ấy vô cùng lạnh giá, nhưng trong tim tôi lại tràn ngập hơi ấm. Bởi vì cách ăn mặc của cô ấy nhìn khá kỳ lạ chúng tôi cố gắng hết sức tránh xa mấy chỗ đông người, chỉ đi dạo ở mấy con hẻm vắng vẻ ít người qua lại. Tôi đã tích cốc nhiều tháng ở Côn Lôn, từ chối không nổi mị hoặc của đồ ăn ngon, nhìn ra được tùy hỏa cũng động tâm không kém. Thanh đảo Lâm Hải, nghe tên gọi của món ăn tất nhiên mùi vị cũng có liên quan tới hải sản. ớt xào cay hợp lý, hải sản được nướng chín, người mùi liền khiến người ta thèm thuồng. Còn có gà xào nấm hương, sủi cào chiên, tóc mỡ đều là mỹ vị. Người ăn cơm quỷ hít nhang, Thùy Họa nhìn thì bất động như sơn, nhưng mà lúc ăn lại không hề ít hơn tôi. Có vài món tôi còn chưa động đúa, lúc xuống tay gấp thì đã nhạt như nước ốc rồi. "Á, à, có phải em ăn hơi quá nhiều rồi không?" Thấy tôi nhìn chằm chằm cô ấy rồi cười, sắc mặt Thùy Họa đỏ ửng ngượng ngùng hỏi. Tôi cười lớn, chưa từng nghĩ cô ấy cũng có một mặt đáng yêu đến vậy. Phá Quân trời sinh lãnh đạm, nhưng Thùy Họa hiện giờ ngoài phần ký ức được truyền thừa từ Phá Quân ra, cũng không có nửa điểm tính cách của ngài ấy. Về phần tính cách cô ấy chẳng qua chỉ là thiếu nữ 16 tuổi của Lâm gia trại mà thôi. Kiếp phù du tranh thủ được nửa ngày rảnh rỗi, đợi đến khi sắc trời chuyển tối đen, chúng tôi mới bắt đầu quay lại sơn hải quan. Lúc này trên trường thành đã không còn một bóng người, chỉ có vầng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời. Vạn lý trường thành đã định đoạt vận mệnh của nhân gian, từ đó về sau nhân tộc cũng không còn chịu sự đe dọa sống chết của vạn tộc nữa. Đao Trần Yêu có thể trấn áp số mệnh của yêu tộc, một là vì bản thân nó nhận được nguyện vọng của dân chúng, thuận theo thiên mệnh, hay cũng là vì có liên quan tới vạn lý trường thành. Chỉ có ở Sơn Hải quan nơi được xưng là thiên hạ đệ nhất quan, nó mới có được uy lực mạnh mẽ đến vậy. Đao Trần Yêu vừa cương vừa dương, Thùy Hòa tuy rằng đã thân xác hóa thánh, bản thể vẫn như cũ là âm khí, muốn lấy Đao Trần Yêu chỉ có thể đợi đến giờ tí, thời điểm mà âm khí nặng nề nhất mới có thể tiến hành được. Với lại nửa đêm giờ tí mọi người đều đã say giấc im lặng như tờ, cũng là lúc dễ dàng áp chế vận mệnh của nó nhất nhắc tới cuộc chiến với giã tiên lần này thùy họa thản nhiên thừa nhận cô ấy không có nắm chắc được phần thắng chỉ xem đao trấn yêu có thể làm sức mạnh chiến đấu của cô ấy tăng lên bao nhiêu mà thôi lưu phong thiên tôn là hồi ức mà phá quân không cách nào tiêu trừ được từ sau khi em biết cô ấy đã giáng xuống trái tim của em vẫn luôn dỉ máu chưa từng dừng lại một khắc nào lúc em tới quan ngoại cũng là chuẩn bị tâm lý sẽ chiến đấu đến chết rồi anh đi cùng em đừng giữa trận chiến loạn lạc em rất khó có thể bảo vệ được anh anh chỉ cần giúp em lấy được đao trấn yêu xong rồi mau rời đi anh không cần em bảo vệ đâu tôi nói sức mạnh chiến đấu bây giờ của tôi tuy rằng không so được với thủy họa cũng không phải là kẻ lâm trận bỏ chạy như năm đó nữa thân xác còn cách nửa bước hóa thánh thất sát kiếm sát phạt vô song trong tay còn nắm giữ kiếm vấn thiên thứ vũ khí chết người này tuy rằng không thể chi phối kết quả cuộc chiến nhưng cũng có thể làm một người tướng lĩnh dũng mãnh không được đâu anh vẫn còn quá yếu mà trước khi thân xác hóa thánh em không hề có ý định để anh tham gia vào bất kỳ cuộc chiến nào có nguy cơ tới sinh tử hết. Đáng tiếc dù em không để anh đi thì anh cũng nhất định phải đi, trừ phi em định để sư phụ anh rời khỏi đạo môn trước dự tính nha. chương 214, Bái chân Yêu Đau 2 Tạ Lưu Vân vẫn chưa xuất thế, cô ấy vì sao phải rời khỏi đạo môn? Bởi vì anh đã chọc vào kẻ thù không nên chọc rồi, em không để anh theo em, thì chỉ có đích thân cô ấy ra tay thôi đó. Tôi nói, tôi đã phá vỡ huyền quan của phù tô công tử ở côn lôn diệt nguyên thần của hắn chỉ để hắn giữ lại một đạo tàn hồn không biết năm nào tháng nào có thể thể ngưng tụ được thần thức toàn cơ thượng sư của bồng lai tiên đảo chắn chắc sẽ không bỏ qua cho tôi rồi với thủ đoạn của tiên đạo muốn điều tra ra kẻ nào ra tay với phù tô công tử vốn chẳng hề khó khăn gì mà nếu muốn điều tra thì khẳng định đầu tiên sẽ tìm đến tôi chuyện này tôi còn chưa kịp nói với thủy họa mới đầu là sợ cô ấy lo lắng cho tôi bây giờ không thể không nói rồi Thùy họa nghe xong liền trầm mặc, hồi lâu mới nói Khương Tuyết Dương tuyệt đối không thể rời khỏi đạo môn vào lúc này được. Thật ra cô ấy tới thành chết oan ở âm ti cũng chỉ muốn thả bạch lão quỷ ra, chứ không phải muốn phất lên lá cờ của ma đạo lần nữa. Trước đây sau khi trải qua trận chiến ở đàm cửu long cô ấy liền hiểu được, cho dù sát phá lang có tập hợp cũng không phải là cơ duyên tái xuất của ma đạo. Ma đạo tổ sư pháp truyền lục đạo là bởi vì thương xót khổ hạn của chúng sinh, bây giờ thiên hạ Thái Bình căn bản không cần đệ tử ma đạo ta ra tay cứu thế. Khương Tuyết Dương vẫn luôn được xem là sai sót của mệnh bàn, cũng chính bởi vì nằm ở nhận thức này. Lúc đầu anh vốn không nên trêu vào mộ dung nguyên rồi kia. Kiếm Vấn Thiên tuy rất quan trọng, cũng không đáng để anh bị liên lụy đến cái nhân quả đó. Anh nào có đi trêu chọc đâu chứ? Nếu anh không trêu chọc cô ấy, cô ấy làm sao có thể đem Kiếm Vấn Thiên làm của hồi môn chứ? Bây giờ thì hay rồi, toàn cơ thượng sư sẽ không buông tha cho anh, lẽ nào sẽ bỏ qua cho cô ấy sao? Đừng quên cô ấy đã giao kiếm vấn thiên cho anh rồi, nếu cô ấy gặp chuyện thì anh phải lấy cái gì để bù đắp ân tình tặng kiếm đây hả? Tôi trầm mặc, Thùy Họa không nói tôi vẫn chưa nghĩ đến điều này. Côn Lôn chỉ đã từng là tổ đình tiên đạo, với danh vọng của cung chủ giao đài không thể áp chế nổi toàn cơ thượng sư, bà ấy hoàn toàn không bảo vệ được mộ dung nguyên duệ. Hơn nữa vốn dĩ ở đạo môn thực lực phi tôn, toàn cơ thượng sư chỉ còn cách thiên tôn nửa bước, ai có thể ngăn cản được nộ hỏa vì báo thù cho con trai độc nhất của bà ta đây chứ? nếu như mộ dung nguyên duệ gặp chuyện thanh kiếm vấn thiên trong tay này chắc chắn sẽ khiến tôi ân hận suốt đời sau này tôi mới biết sở dĩ thùy họa vì điều này mà trách cứ tôi còn do một nguyên nhân khác năm đó phá quân cả đời không thổ lộ với ma đạo tổ sư chính bởi vì trong lòng ma đạo tổ sư cảm thấy mắc nợ với một nữ tử khác mà ngài ấy không muốn khiến ma đạo tổ sư phải khó xử vì vậy khi biết được mộ dung nguyên duệ bởi vì tôi mà chịu liên lụy thủy họa mới nói như thế đợi em dẹp yên phản loạn giã tiên liền dẫn anh đi đảo Bồng Lai giúp anh bỏ đi món nợ phong lưu này. Thùy Họa lường tôi một cái rồi nói, giờ tí sắp tới, tôi và Thùy Họa trèo lên trước đỉnh lầu. Lầu quan sát cao khoảng 10 trượt, trên sân thượng có xây một đao xá, đao xá uy nghiêm thần thánh, còn chưa đến gần đã có thể cảm thấy một luồng thần niệm uy áp ngang tàng không gì sánh được. Luồng thần niệm uy áp này do chúng sinh ngưng tụ thành, cho dù với tu vi của Thùy Họa cũng không dám tùy tiện xông vào, chỉ có thể đợi đến giờ tí khi đến giờ tí thần niệm mà đao xá phát ra quả nhiên yếu đi khá nhiều thùy họa dùng toàn lực bộc phát thần niệm của bản thân cùng thần niệm của đao xá đối kháng lẫn nhau từng bước từng bước đi về hướng đao xá cô ấy đi rất chậm thể xác và tinh thần đều đang chịu đựng áp lực cực lớn mà tôi ở phía sau cô ấy lại không hề cảm nhận được một chút áp lực nào đẩy hai cánh cửa gỗ nặng nề ra thùy họa thở dài một hơi chóp mũi đã thấm đẫm một lớp mồ hôi sau khi bước vào đao xá đã không còn thần niệm uy lực hối thúc nữa Bên trong đao xá chỉ có một bàn thờ thần, mà thanh đao trấn yêu kia được cúng bái trên bàn thờ thần. Có đao nhưng không có vỏ, nhìn tiêu chuẩn thì giống hệt thanh đao trong tay Thủy Hỏa. Tạ Lan, tiếp theo phải dựa vào anh rồi đó, anh phải làm gì đây? Mở thần đình, tế bái đao trấn yêu, nhớ kỹ cái anh lại là lòng dân trong thiên hạ của thời trước, hôm nay chúng ta tới lấy đao trấn yêu cũng là bất đắc dĩ mới phải làm vậy, nhất định phải thật lòng kính nể mới được. Anh biết rồi. Mà đạo từ hỗn loạn đến phong thần đều không biết đã xuất hiện bao nhiêu anh hùng hào kiệt, luận về sức mạnh vận mệnh không hề dưới cơ vạn dân ở thời đại Càn Long. Tôi tin tưởng cờ chiêu hồn chắc chắn có thể áp chế được vận mệnh của Đao Chấn Yêu, chỉ cần tôi hành đại lễ khấn bái với nó, nếu nó không nhận nổi liền sẽ tự mình nổ tung, đến lúc đó Thủy Hỏa có thể dùng đao lưỡng đạo trong tay cô ấy để thay thế nó. Tôi thu lại tâm thần, tràn trề kính ngưỡng, trước khi khấn bái niệm một câu quỷ thần minh minh tự ý tự lực sau đó hai đầu gối khụy xuống đất khấn bái vạn dân thiên hạ thanh triều. Hai gối khụy xuống đất, thân đình liền truyền đến một tiếng bi thương thống khổ, đau đớn dữ dội khó chịu đựng được. Đao Trần yêu cảm nhận sự tồn tại của cờ chiêu hồn, phóng ra đao ý vô tận, ngưng tụ thành luồng sát khí nhập vào thế giới huyền quan của tôi. Chương 215, đổi cờ dịch chứng 1. Đao ý này chuyển hóa từ số mệnh của vạn dân triều thanh, vừa vào đến huyền quan của tôi đã khiến huyền quan dâng lên một luồng khí sơ sắc tiêu điều. Thời khắc này, cờ chiêu hồn vốn đang im lặng cũng sinh ra cảm ứng lá cờ bị đau ý thổi bay không ngừng chấn động sức mạnh của cờ chiêu hồn nằm ở mệnh thất sát mà lúc này những gì diễn ra trong cuộc thi chính là số mệnh lúc đó chỉ thấy số mệnh của vạn dân triều thanh lần lượt hóa thành mũi đao sắc nhọn chém về phía cờ chiêu hồn chỉ trong thoáng chốc trên cán cờ chiêu hồn đã xuất hiện hàng loạt vết chém lá cờ cũng rách tả tơi nhìn thấy cảnh này lòng tôi vô cùng đau đớn tôi biết ma đạo đã biến mất khỏi nhân gian ba ngàn năm nhưng không ngờ số mệnh của ma đạo đã suy yếu đến mức này rồi. Số mệnh tồn tại ở thế giới vô hình vốn đã không thể nhìn thấy, chỉ khi hai bên đấu trận pháp mới phân ra ai mạnh ai yếu. Nếu cờ chiêu hồn bị hủy, tuy mệnh thất sát không bị ảnh hưởng nhưng ma đạo do chính tay ma đạo tổ sư tạo ra chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Cho dù sau này sát phá lang tập hợp lại tái lập đạo phái nhưng cũng sẽ không còn là ma đạo ban đầu nữa. Quan trọng nhất là nếu đổi cờ ma đạo, vậy chẳng phải mọi anh linh đã chết trận vì ma đạo sẽ chẳng còn giá trị nào nữa hay sao? Mà Lưu Phong Thiên Tôn cũng mới chết vì ma đạo cách đó không lâu. Đương nhiên Thùy Hỏa sẽ không biết sự nguy hiểm trong đó, tôi cũng không biết. Nếu sớm biết số mệnh của ma đạo đã suy yếu đến mức này, đừng nói là tác động đến sát cơ của đao chân yêu, tôi còn chẳng đến sơn hải quan đâu. Lúc này, sát cơ của đao chân yêu mà tôi khơi gợi ra chính là cọng cỏ cuối cùng tôi dùng để đè chết lạc đà. Cùng với sự sát phạt vô tận của đau ý, cờ chiêu hồn gần như đã sắp tan tành, cán cờ đã sắp gãy. Thần thức của tôi đang đắm chìm trong sự đau khổ vô tận ở huyền quan, bên ngoài nước mắt đã rơi đầy mặt, loáng thoáng nghe thấy Thủy Họa đang dồn dập hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi phải trả lời cô ấy thế nào đây? Nếu ma đạo biến mất từ đây, hủy diệt nó không phải nhà nhân đạo, không phải tiên đạo, cũng không phải âm ti, mà chính là tôi và Lâm Thủy Họa. Tôi và cô ấy đều sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Chỉ một ý nghĩ sai lầm, kế lớn ngàn năm của ma đạo sẽ bị phá hủy trong chốc lát. Thần thức của tôi run rẩy, không dám nhìn thẳng vào cờ chiêu hồn lúc nào cũng có thể đổ ấy nữa. Nhưng vào lúc này, một vầng trăng sáng đang từ từ nhô lên trong huyền quan của tôi, đồng thời phía sau cờ chiêu hồn có một luồng gió mạnh thổi tới, cân bằng với đạo ý. Ngay sau đó, khí đen vô tận ào ra khỏi cờ chiêu hồn. Bạch cốt hung thần ngưng tụ thành hình trước, bạch cốt chiến binh xếp thành chiến trận ngay phía sau đây mới chỉ là một phần anh linh ma đạo theo luồng khí đen cuồn cuộn bốc ra càng ngày càng có nhiều đệ tử chiến binh tử trận của ma đạo xuất hiện từ cờ chiêu hồn trong đó trói mắt nhất là sự xuất hiện của một thư sinh áo xanh sau khi hình ảnh của hắn được ngưng tụ tôi đã biết ngay tên của hắn chính là hách liên thiên tôn người đã mở đường mặt trận chiến địa cổ miêu cương cho ma đạo nếu cờ chiêu hồn bị hủy vậy thì những anh linh được cờ chiêu hồn hấp thu cũng sẽ bị hủy diệt theo chiến tướng bạch cốt kéo theo thân xác bị tàn phá giờ đau lên hét giết Chiến binh bạch cốt đón lấy đao ý, cầm pháp khí sông lên, dùng ý chí cuối cùng để chống lại sát ý, thể chết bảo vệ cờ chiêu hồn. Người trước đi người sau theo, tất cả đệ tử ma đạo hy sinh trong trận chiến phong thần đều xông ra trong khoảnh khắc này. Tuy nhiên, đạo ý vô tận mà các anh linh chết trận của ma đạo chỉ còn lại chút ý chí rơi rất lại, vốn không thể chống lại sự sát phạt của đạo ý, chỉ đành cùng biến mất. Đợi sau khi toàn bộ kính tượng của đệ tử ma đạo bị đạo ý chuyển hóa từ số mệnh vạn dân triều thanh phá hủy, chỉ còn lại một mình hách liên thiên tôn vẫn sừng sững bất động canh giữ cờ chiêu hồn. Lúc này, đạo ý còn lại không nhiều nhưng muốn phá hủy cờ chiêu hồn vẫn dư sức. Hách liên thiên tôn cũng biết nguy cơ sắp xảy ra, tức giận rút cờ chiêu hồn trên mặt đất lên phất rồi hét, gió tan không biệt theo bước ta, trăng tàn cũng từng soi bước người. Theo động tác của hắn, ma tự lớn trên cờ chiêu hồn bỗng phát sáng rực rỡ, đạo ý khắp trời lần lượt bị quét sạch. Mà mỗi lần hách liên thiên tôn phất cờ chiêu hồn, kính tượng sẽ yếu đi một chút, Đợi đến khi đao ý mất hết, Hách Liên Thiên Tôn cũng cắm cờ chiêu hồn rách nát xuống đất, sau khi chăm chú nhìn tôi xong thì kính tượng cũng biến mất. Chương 216, đổi cờ dịch trướng hai. Tôi hiểu ý nghĩa cái nhìn cuối cùng của Hách Liên Thiên Tôn, thần thức hóa thành hình người đi về phía cờ chiêu hồn. Trước đây mặc cho tôi có cố gắng thế nào thì cũng không thể đến gần, nhưng lần này tôi lại có thể dễ dàng đi đến trước cờ chiêu hồn. Ma đạo tạ lan tại đây xin thề, thân này không chết, ma đạo bất diệt. Sau khi tôi nói ra lời thề này, cuối cùng vận mệnh của tôi cũng hoàn toàn hòa trộn vào thất sát mệnh cách, trở thành ma đạo tổ sư mới, truyền cho ma đạo một số phận mới. Đến khi thần thức của tôi rời khỏi huyền quan, cờ chiêu hồn đã rực rỡ như mới rồi. Trong quan tài chấn hồn, Tạ Lưu Vân từng nói, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bước vào con đường ma đạo tổ sư, nay lời tiên đoán của hắn đã thành sự thật. Rút khỏi huyền quan, mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt tràn đầy sự quan tâm của Thủy Hỏa. Cô ấy đang dịu dàng lau nước mắt trên mặt tôi, thấy tôi tỉnh lại bèn vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Anh không sao, tôi nói, thấy nước mắt anh chảy đầy mặt, vẻ mặt đau khổ, em còn tưởng anh gặp chuyện gì nguy hiểm, em lo cho anh lắm. Thùy Họa nói, chẳng qua mắt bị đau ý làm cho nhức nhối chút thôi. Tôi cố gắng cười thoải mái, anh không lừa em thật chứ. Thùy Họa hơi nghi ngờ, lừa em làm gì, mau lấy đào chấn yêu đi, giờ nó thuộc về em rồi. Không còn số mệnh vạn dân trên đó, Thùy Hỏa thoải mái cầm đao trấn yêu trong tay, vẻ mặt đầy sự yêu thích. Nối tiếp ngự sử tiên thiên canh kim, đao khí hiện hình, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cả lưỡi đao, ý cười trong mắt càng đậm, nói là đao trấn yêu mạnh hơn cô ấy tưởng tượng nhiều. Còn về chuyện cờ chiêu hồn thì tôi không nói cho ấy biết, có những chuyện không cần để phụ nữ biết. Một lưu phong thiên tôn đã khiến cô ấy quyết tâm cùng tồn vong với thanh khâu hồ tộc rồi, nếu cho cô ấy biết ngàn vạn anh linh đệ tử ma đạo trong cờ chiêu hồn đều bị tiêu diệt bởi đao chân yêu thì thà không cho cô ấy biết còn hơn, để mình tôi chịu đựng mọi đau thương là được. Huống hồ đây cũng không phải lỗi của cô ấy, cho dù là Khương Tuyết Dương thì cũng không thể tính được số mệnh của ma đạo lại mỏng manh như thế. Việc đổi sang cờ chiêu hồn mới có ảnh hưởng rất lớn đến tôi, từ nay về sau tôi có rất nhiều chuyện không thể làm nữa, ví dụ như tôi không thể gọi sư phụ Khương Tuyết Dương, cũng không thể thắp hương cho bất cứ một vị thần nào nữa cho dù sau này có gặp lại phong thần thì tôi cũng không thể bái lại. Bởi dù sao từ khoảnh khắc cờ chiêu hồn rực rỡ, tôi chính là ma đạo tổ sư mới rồi. Tuy tên là đạo tổ nhưng thực lực lại thấp kém không bằng con cháu của đạo tổ. Bởi vì ngoài việc cho tôi một danh phận thì cờ chiêu hồn không giúp tôi tăng thêm được một chút thực lực nào. Còn về phần nó có tác dụng gì, tôi chỉ có thể tổng kết ra hai điểm. Một là nó có thể hấp thu ý chí anh linh đệ tử đã chết trận của ma đạo, cho ý chí đó nơi yên nghỉ vĩnh hằng hai là bảo vệ huyền quan của tôi, nếu so sánh huyền quan của tôi là một vương quốc thì nó chính là quốc kỳ. Kính tượng xuất hiện khi chống lại đao ý vừa không thuộc người sống cũng không thuộc người chết, mà là một loại ý chí, hơn nữa còn là một loại ý chí không thể tự tỉnh. Trừ khi cờ chiêu hồn tan nát, ý chí mới bị phóng thích ra. Từ phương diện này, cờ chiêu hồn giống như một tấm bia anh liệt, dùng để ghi nhớ những anh linh từng chết trận. Nam Hải vô cực thiên tôn mất sau ma đạo tổ sư không được ghi chép lại, mà lúc lưu phong thiên tôn mất, thất sát mệnh cách trong cơ thể tôi vẫn chưa hóa thành cờ chiêu hồn cũng không ghi chép lại ngoài điểm này thì đệ tử ma đạo đều được cờ chiêu hồn ghi chép trong sách đáng tiếc lại đều bị đao ý của đao trấn yêu quét sạch đi hiện cờ chiêu hồn của tôi chỉ còn một khoảng không trống rỗng cứ trống rỗng như thế này là tốt nhất bởi vì mỗi đệ tử ma đạo chết trận đều do chính tôi khắc ghi tên của họ mà đây là điều mà tôi không nỡ làm nhất thủy hỏa vốn đã có thực lực rất mạnh còn có thể ngự sử tiên thiên canh kim chi khí sau khi có được đao trấn yêu thì thực lực lại tăng thêm vài phần Lúc này đại quân giã tiên vẫn chưa xuất phát, Thùy Hỏa chưa định đến rừng âm u ngay, mà đưa tôi thi triển thân pháp bay về đại miếu Trường Xuân. Đến đó làm gì, tôi hỏi, hiện giờ chỉ còn một mình Hồ Tam Thái ra tỏa chân ở đại miếu, em muốn tặng cho lão hồ ly đó một món quà lớn, xem như quà đáp lễ cho việc ông ta phát binh đến rừng âm u. Thùy Hỏa em không thể làm việc lỗ mãng như vậy, Hồ Tiên Thái ra là nửa thiên tôn đấy. Một nửa thiên tôn thì đã sao, cho dù không thể hủy diệt được nguyên thần của lão thì em cũng phải chặt cho bằng được nửa cái đuôi của ông ta. Ánh mắt của Thùy Họa rực lửa, tôi có hơi bất lực, thấy vẻ mặt của cô ấy muốn ra tay đánh lén Hồ Tam Thái Gia. Chuyện này phá quân ma đạo tuyệt đối không bao giờ làm, cũng chỉ có Lâm Thùy Họa mới muốn làm như vậy thôi. chương 217, Hồ Tam Thái Gia 1 Đại Miếu là tổ đình của Giã Tiên, tương tự như Côn Lôn của Tiên Đạo, Hàm Cốc Quan của Nhân Đạo, Đảo Kim Ngao của Ma Đạo, chỉ là quy mô không thể sánh với Tam Đạo bởi vì yêu tộc tu hành không dễ dàng khó có thể đạt được đại đạo dã tiên là cách gọi của hậu nhân lúc trước chỉ gọi là yêu tộc yêu tộc có từ thời kỳ thượng cổ luôn nhận sự che chở của nữ oa nương nương nữ oa sau khi đạt đến đại đạo thì không còn quản lý chuyện của yêu tộc nữa cùng với sự quật khởi của loài người yêu tộc bắt đầu suy tàn không biết có bao nhiêu đại yêu đã ngã xuống dưới tay nhân tộc những người tham lam đã săn bắt và giết yêu tộc nhằm lấy nội đan và bộ da lông của chúng mắt thấy yêu tộc sắp sửa diệt phong, mà đạo tổ sư liền hoành không xuất thế, pháp truyền lục đạo, yêu tộc mới lại phục hưng năng lực tự bảo vệ mình. Sau trận chiến phong thần, tiền đạo chiếm cứ thiên đình, ngọc hoàng đại đế ba lần yết kiến nữ oa và đạt được thỏa thuận, để bà ấy lần nữa xuất thế tiếp quản yêu tộc. bị ảnh hưởng bởi điều này, cộng thêm bản tính đa nghi của yêu tộc, lũ lượt phản bội ma đạo, tự thành lập một phái riêng, chỉ tôn thờ yêu hoàng nữ oa, không can thiệp vào cuộc chiến giữa ba đạo nữa chỉ có lác đác vài yêu tộc vẫn kiên trì thờ phụng giáo lý của ma đạo, tất cả đều bị đàn áp bởi nhân đạo và tiên đạo, sống sót đến ngày nay chỉ có dòng dõi hồ tộc thanh khâu mà thôi. Yêu tộc chỉ tôn thờ nữ oa trên danh nghĩa mà thôi, thực chất là quá nửa trong số chúng thờ phụng giáo nghĩa của tiên đạo, nghe theo mệnh lệnh của thiên đình, ý đồ được đứng trong hàng ngũ thần tiên của thiên đình. Mà nữ oa và thái cổ ma thần là những nhân vật cùng thời đại, sớm đã không nhúng tay vào việc của tam thế, vốn dĩ chỉ khoác lên mình hư danh mà thôi. Trước thời Khang Hy, thế nhân vẫn chỉ có tên gọi yêu tộc, từ thời Khang Hy trở về sau mới bắt đầu lưu truyền cách gọi giã tiên, mà cách gọi này chính là bắt nguồn từ Hồ Tam Thái Gia. Trong thời Khang Hy, Khang Hy cải trang vi hành đến vùng đất cổ lâm Long Hưng, trên đường bị hổ giữ tấn công, đoàn tùy tùng sợ chạy tán loạn, đương lúc nguy cấp, đột nhiên một thanh niên cưỡi bạch mã xuất hiện bắn chết con hổ. Bởi vì có công cứu giá nên Khang Hy muốn thưởng lớn cho chàng thanh niên ấy, cậu ta cười từ chối, cưỡi ngựa rời đi, Khang Hy hoàng đế hỏi danh tính, Cậu thanh niên vừa đi vừa nói, bởi vì cậu đi quá nhanh, hoàng đế chỉ nghe được hai từ đầu tiên là Hồ Tam. Khang Hy nghĩ rằng là thần tiên giúp đỡ, liền sai người tạc tượng thờ phụng, bởi vì không biết tên, bèn đặt là Hồ Tam Thái gia để thể hiện sự tôn trọng. Sau khi chuyện này qua đi, thế nhân bắt đầu tôn thờ Hồ Tam Thái gia thành tiên gia, về sau biết được Hồ Tam Thái gia là Hồ Ly đắc đạo, bèn gọi là Giả Tiên. Đã có Giả Tiên đầu tiên, rất nhanh sẽ có Giả Tiên thứ hai, phát triển đến ngày nay quan ngoại đã có 73 lộ Giả Tiên mà đứng đầu giã tiên đương nhiên là Hồ Tam Thái Gia. Giã tiên không chỉ quản lý yêu tộc, chúng còn ở nhân gian khai chi tán diệp hấp thụ sức mạnh tín ngưỡng của dân chúng, thu nhận con người làm mã đệ tử, tích lũy công đức để cầu tránh tai họa, tu hành theo đuổi con đường đại đạo. Tuy nhiên không phải tất cả giã tiên đều truy cầu công đức, cũng có những loại cặn bã quấy phá nhân gian, trong đó chuyên quấy phá nhất là xà tiên, xà tiên tà dâm, hay làm chuyện nam nữ với các tín đồ. Động vật có bản năng nguyên thủy, như phù tiên xài tiên khát máu trong lời đồn, đạo tâm không đủ cũng đã nhập thế giết hại sinh linh. Từ thời kỳ Càn Long, giã tiên quan ngoại đã nếm thử lợi ích ngọt ngào từ tay của nhân tộc, lũ lượt nhập thế quấy phá, khiến cho dân chúng lầm than, tiếng ai oán khắp nơi, từ đây mới có việc Càn Long ban tặng đao trấn yêu. Sau khi có đào trấn yêu chấn thủ Sơn Hải quan, giã tiên quan ngoại mới bắt đầu thu liếm hành vi của mình. Thùy họa sắc thân thánh hóa, hành động như gió, chỉ cần thi triển công phu nửa ngày đã mang theo tôi đến đại miếu trường Xuân rồi đại miếu được xây dựng tại thung lũng giữa những ngọn núi của dãy tiểu bạch ở trường xuân núi tiểu bạch là dư mạch của núi trường bạch là nơi giao giới giữa nhân tộc và yêu tộc thung lũng này vốn là nơi hoang vu còn được bảo vệ bởi pháp trận kết giới người tục thế khó có thể thấy được đại miếu trước nay cũng chưa công khai với bên ngoài chỉ cho phép những vị khách thuộc dòng dõi giã tiên và những truyền nhân của xuất mã đệ tử đến thăm viếng mặc dù đại miếu được giấu kín nhưng lại không thể qua mắt được thần niệm tràn trề của thùy họa lúc này trời đã hửng sáng cửa miếu đóng kín. Tạ Lan, lát nữa em sẽ tự mình ra tay, anh không được để lộ kiếm khí đâu đó. Thùy Hòa Căn dặn tôi, trước khi đến, tôi đã dùng bí thuật dịch dung thay đổi diện mạo rồi, tôi không muốn Hồ Tam Thái gia nhận ra tránh để người khác biết tôi còn dính dáng với Thùy Hòa. chương 218, Hồ Tam Thái gia 2 Em nắm chắc mấy phần, tôi có chút lo lắng, nếu như thân là phá quân, tiêu diệt Hồ Tam Thái gia cũng không là vấn đề, nhưng Thùy Hòa hiện tại chỉ thuộc cảnh giới hợp đạo, mà Hồ Tam Thái ra lại là nửa bước thiên tôn rồi. Ha ha, chút nữa anh sẽ biết thôi, vừa hay để anh thấy được uy lực của khí tiên thiên canh kim, tuy kiếm khí không nằm trong ngũ hành, nhưng sát tính lại quy về cùng một nguồn gốc, anh cũng có thể từ trong cơ thể ngộ ra ý nghĩa sâu xa của sát kiếm giống như vậy. Nói xong, Thùy Hỏa từng bước tiến đến cửa miếu, cửa miếu này không có pháp trận bảo vệ, vừa tiến vào tôi liền cảm nhận được một cỗ thần niệm uy áp vô song không gì so sánh được. Thùy Hỏa cao mày rút đao trần yêu ra, một đao chém ra, chỉ nghe một tiếng nổ vang dội cửa miếu đã bị đao phá vỡ. Cửa miếu bị phá, Hồ Tam Thái gia nhất định biết có người đột nhập, thế nhưng chúng tôi đợi rất lâu cũng không thấy ông ta xuất hiện, dứt khoát trực tiếp bước vào bên trong. Vừa vào cửa liền thấy con đường hành hương của yêu tộc, hai bên là miếu thờ cao ngất, được sắp xếp dựa theo cấp bậc địa vị của giã tiên. Nhìn thấy đầu tiên là lưu truyền của giã tiên cấp thấp ly tiên mi tiên, càng đi vào bên trong, thực lực của giã tiên càng mạnh. Ly tiên là ly miêu đắc đạo, Mị tiên là chim họa mi đắc đạo, phù tiên là hổ đắc đạo, tứ tiên là chó sói đắc đạo, thực lực của những giá tiên có liên quan đến bản năng giã thú của chúng. Tuy nhiên khi đến Hồi tiên và Hoàng tiên thì đã có sự biến hóa mới. Hồi tiên là do chuột tinh đắc đạo, thông thường thực lực không mạnh nhưng số lượng chuột rất nhiều, vận mệnh của tộc hưng thịnh, đến nỗi đạo hành của hồi bà bà còn mạnh hơn cả phù tiên. Về phần Hoàng tiên, hoàng bì tử là thông linh nhất, tâm trí không hề yếu ớt như loài người bài vị của Hoàng Nhị Đại gia còn cao hơn cả hôi bà bà. Thường tiên và liễu tiên còn kỳ dị hơn, rắn thiên tính xảo trá ác độc, bản thân vốn đứng đầu trong ngũ độc, thậm chí loài rắn còn tàn nhẫn khát máu, nếu như không phải công đức hương khói của Hồ Tam Thái gia vượt xa những tiên gia khác, ông cũng không chấn nổi liễu như thị và thường nhị lang đâu. Cho dù là hiện tại, hai vị tiên gia liễu thường vẫn danh bất hư truyền. Lúc đi đến miếu thờ của Phù Tiên, tôi ngửi thấy một luồng huyết khí, hổ là loài tàn bạo khát máu, đồ thờ cúng nó tất nhiên là những thức ăn có máu thùy hòa cau mày đi vào và vén bước màn trên điện thờ từ hình dạng của thứ máu me trên đĩa có thể nhận ra vậy mà lại là một quả tim người phù tiên đã thế tứ tiên cũng như vậy nhìn thấy việc này sát khí trong lòng tôi khó mà kiềm nén giã tiên ngoài mặt thì không tác quái nhưng sau lưng đã bắt đầu giết hại con người rồi tôi vốn nghĩ rằng đại miếu vắng vẻ không người nhưng khi chúng tôi đi qua miếu thờ thường nhị lang đột nhiên nhìn thấy hai vị nữ tử quỳ trước miếu thờ của thường nhị lang áo quần mỏng manh ánh mắt quyến rũ mặc dù sắc mặt trắng bệch thần tình hốc hác nhưng có thể nhìn ra được họ vẫn đang đắm chìm trong dục vọng không thể thoát ra thường liếu tính cách dâm đãng tôi có thể hiểu được nhưng không ngờ thường nhị lang lại cư nhiên ở tại miếu thờ của mình dám ngang nhiên làm chuyện tà dâm hai người phụ nữ này một người là phu nhân một người là thiếu nữ nhìn cách ăn mặc và trang điểm thì đều là xuất thân nhà phú quý không nghĩ tới lại ở nơi này làm nô lệ tình dục cho thường nhị lang. Đây vẫn mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, tộc loài của thường tiên và liễu tiên ở quan ngoại không biết đã hủy sự trong trắng của bao nhiêu con gái nhà lành rồi. Lúc trước, khi Khương Tuyết Dương đến núi Trường Bạch hái thuốc, cô ấy đã gặp một trường hợp rồi. Từ ngoài nhìn vào, đại miếu là một nơi thiêng liêng, ai mà biết bên trong âm u mờ mịt, toàn là yêu nghiệt cơ chứ. Nghĩ đi nghĩ lại cũng có thể biết, ở thời đại mạt Pháp khó đạt đại đạo, nhân tộc vẫn có đạo môn tuân thủ quy tắc, nếu như không có ai dạy dỗ giã tiên này, thì chắc chắn chúng sẽ không làm chủ được bản thân. Nhân gian bởi vì đao trấn yêu của Sơn Hải Quan vẫn tính là trong sạch, ngược lại đại miếu tộc địa đã hóa thành vùng đất tạ ác. Bây giờ Thùy Hỏa đã lấy đi đao trấn yêu, có thể đoán được không bao lâu nữa ở quan ngoại sẽ lại xuất hiện yêu ma tác quái. Xem ra, trận chiến hồ tộc thanh khâu lần này, hoặc là không đánh, muốn đánh phải đánh cho giã tiên tàn lụi, tốt nhất là cùng nhau phá hủy đại miếu, nếu không trong tương lai sự tác quái yêu tả sẽ đổ lên đầu thùy họa mất. Ha ha, vốn em chỉ định tặng cho Hồ Tam Thái ra một phần quà gặp mặt, bây giờ em đổi ý rồi. Luật lệ bất nghiêm như hiện tại, ngồi mắt ăn bát vàng, kẻ đứng đầu dã tiên như ông ta đáng bị giết. Thùy họa động sát cơ rồi, sát ý trên người mỗi lúc một mạnh. Đợi đến khi cô ấy đến cửa điện thờ Hồ Tam Thái ra, sát ý đã đạt đến cực điểm. Là kẻ nào làm phiền ta thanh tu, một giọng nói huyền ảo mơ hồ từ trong điện thờ truyền ra hồ tam mau ra đây nhận chết đi thùy họa giọng bạo phát dám hỏi có phải là hoàng hà nương nương của thôn hạ bá không hồ tam thái gia vẫn không xuất hiện mà lại lần nữa lên tiếng hỏi nếu đã biết là ta còn không nhanh bước ra đây gặp ta thùy họa nói thế nhưng hồ tam thái gia không đáp lời thùy họa hồ tam thái gia không xuất hiện thùy họa chỉ còn cách hành động một đao phá hủy cửa điện tiến vào thần điện sau khi tiến vào bên trong thần điện cũng không một bóng người chỉ có bức tượng thần của Hồ Tam Thái Gia, âm thanh lúc nãy cũng là từ miệng của bức tượng thần này truyền ra. Thùy Hỏa thấy Hồ Tam Thái Gia vẫn nhất quyết không hiện hình, một lần nữa xuất đao. Tuy nhiên ngay khi đao khí sắp chạm vào tượng thần, tượng thần đột nhiên kim quang lóe sáng, chặn thanh đao lại. Ta sắp vượt qua kiếp nạn, còn một bước nữa thôi là có thể đứng vào hàng ngũ tiên ban. Ta vốn không muốn cùng ngươi giao tranh lúc này, ngươi há gì phải một mực tương tàn. Cùng với âm thanh nhàn nhạt truyền ra, tôi nhìn thấy một thanh niên bạch y dung mạo tuấn Mỹ từ cửa phụ sau điện thờ bước vào đại điện. Dung mạo giống với tượng thần, đây đích thị là Hồ Tam Thái Gia. chương 219, Thân Pháp Dụ Địch một Hồ Tộc rất giỏi mê hoặc người khác, Hồ Yêu Nam thì tuấn Mỹ, nữ thì kiều diễm, do đó tôi không ngạc nhiên khi thấy dung nhan Hồ Tam Thái Gia trẻ trung tuấn Mỹ. Chỉ là tôi thấy mảy mắt của hắn sáng sủa, toàn thân phát ra tiên khí phiêu nhiên xuất trần, rõ ràng hắn đã đoạn trừ yêu tính, thực tế không thể tin hắn có dính dáng đến đại miếu dơ bẩn kia. Đại miếu trướng khí mù mịt, là người đứng đầu giã tiên, người đã làm cái gì vậy? Thùy họa lạnh lùng hỏi, nhân gian tự có đao chân yêu, làm gì cần hồ tam ta tự mình ra tay chứ? Ta sắp độ kiếp thăng thiên rồi, làm gì còn thời gian quản lý chuyện tục thế đâu? Hồ tam thái gia thần tình lãnh đạm nói, được lắm, người theo đuổi đại đạo trường sinh không lo chuyện thế tục, đều là kẻ tu hành. Về điểm này ta không có gì để nói với ngươi, ta đến nơi đây là vì chuyện của hồ tộc Thanh Khâu. Hồ tộc Thanh Khâu vi phạm thiên đạo, sau khi ma đạo bị tiêu diệt vẫn còn không biết hối cải, vốn đã không nên tồn tại trên thế gian rồi. Hồ Tam Thái ra nói, hồ tộc Thanh Khâu và hồ gia các người huyết mạch tương liên, người không có một phần tình cảm nào sao. Đạo bất đồng thì không chung đường, ha ha, thứ ta cần chính là câu nói này. Nếu như ngươi đã không nể tình chút nào, huyết mạch hồ gia các ngươi từ nay trở đi đã không còn là điều cấm kỵ ta xuống đau nữa. Lâm Thùy Hỏa, ta biết thân ngươi là đời thứ 9 của Phá Quân Ma Đạo, bây giờ Nhân Đạo, Tiên Đạo, Âm Ti không biết có bao nhiêu người đang theo dõi nhất cử nhất động của ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất là không nên nhúng tay vào cuộc chiến của Hồ tộc Thanh Khâu. Thế nhân đều biết Thùy Họa là đời thứ 9 của Phá Quân, chỉ có tôi và Khương Tuyết Dương biết rằng cô ấy sớm đã không phải nữa rồi. Ngày đó trận chiến Đàm Cửu Long, từng có Ma Đạo Thiên Tôn vì cứu ta mà rơi xuống, người có biết người rơi xuống là ai không? Ai? Hồ Tam Thái ra hỏi việc lưu phong thiên tôn rơi xuống vẫn luôn là bí mật mà chuyện thiên tôn tồn tại từ trước đến nay cũng không được lưu truyền trong thế tục đến cả đệ tử ma đạo cũng rất ít người biết do đó mặc dù hồ tộc thanh khâu lộ diện ở nhân gian nhưng cũng không ai liên tưởng đến họ có liên quan đến việc thiên tôn rơi xuống lưu phong hồi tuyết cái gì hồ tam thái ra kinh ngạc hỏi lại do vậy người có lẽ cũng hiểu được tại sao ta lại xuất hiện ở đây rồi ta không chết hồ tộc thanh khâu cũng không diệt Ngươi nếu đã không niệm nửa phần nhân duyên huyết mạch hồ tộc, trước khi khai chiến, ta bèn lấy ngươi làm vật hiến tế cho đao của ta vậy. Ngươi chắc rằng ngươi có thể giết ta sao? Từ khoảnh khắc biết người rơi xuống là Lưu Phong Thiên Tôn, Hồ Tam Thái Gia đã biết rằng trận chiến này khó tránh, trong mắt thấp thoáng sát cơ, ngữ khí cũng mang theo sát ý. Thùy Hỏa chỉ là cảnh giới hợp đạo, khí canh kim có mạnh cũng không mạnh bằng pháp thuật thần thông của hắn nửa bước Thiên Tôn. Huống chi Hồ Tam Thái Gia ở nhân gian hương khói cường thịnh, địa vị trong giã tiên không hề thấp bé hơn trương đạo lăng của nhân đạo tí nào chỉ là không giống như trương đạo lăng kia đã ngưng tụ sức mạnh của vài nghìn năm hương khói mà thôi hắn muốn toàn lực ra tay ở thời đại mạt pháp người có thể ngăn cản hắn ta thật sự không nhiều vốn là không chắc chắn nhưng hiện tại ta muốn thử xem nói xong thùy hỏa bước ra khỏi thần điện trước đứng ở quảng trường ở ngoài điện hồ tam thái ra bước theo sau đứng đối diện với cô ấy cấp độ chiến đấu của bọn họ lần này tôi tất nhiên là tránh càng xa càng tốt. Nhưng tôi cũng không định sẽ khoanh tay đứng nhìn, từ lúc bắt đầu tiến vào đại miếu, sát tâm của tôi đã chậm chậm di chuyển, bất cứ lúc nào cũng có thể ngưng tụ ra sát kiếm mạnh nhất. Thất sát kiếm trong cơ thể tôi trước khi thân xác hóa thánh chỉ có thể dung ra năm kiếm, nhưng kiếm thứ năm này cũng có cơ hội đe dọa tính mạng của nửa bước thiên tôn rồi. Nửa bước thiên tôn chẳng qua chỉ là cách gọi khác của hợp đạo viên mãn đại thành mà thôi, trung quy vẫn chưa đạt được bước cuối cùng. Phù tô công tử có thể tiếp kiếm thứ năm của tôi, là vì ngũ hành sinh khắc, kim chìm trong nước. Miễn là Hồ Tam Thái gia sở hợp đích đạo không liên quan đến tiên thiên quý thủy, tôi sẽ có cơ hội cùng Thủy Họa liên thủ giết chết hắn. Ý chí chiến đấu bắt đầu tích tụ, trời đất gió mây biến đổi. Đây là lần thứ hai tôi chứng kiến Thủy Họa ngưng tụ ý chí chiến đấu, so với ngày đó ở Đàm Cửu Long, tinh thần chiến đấu của cô ấy thậm chí còn mạnh mẽ hơn nữa. Cùng với ý chí chiến đấu của cô ấy không ngừng lớn mạnh, mặt đất bắt đầu nứt nẻ, tiếp đó những kiến trúc trong đại miếu cũng đồng thời bị ảnh hưởng. Chịu ảnh hưởng đầu tiên là những bức tượng thần của giã tiên, bởi vì trong tượng thần mang theo dấu vết thần niệm của giã tiên, cũng dễ cảm nhận được sự tồn tại tinh thần chiến đấu của Thùy Họa nhất. Đoàn, chương 220, Thân Pháp Dụ Địch 2 Tượng thần của Ly Tiên bị vỡ đầu tiên, nối tiếp là Mi Tiên, Bạch Tiên, Lộc Tiên và những giã tiên khác dựa theo thực lực cao thấp mà lần lượt đổ vỡ. Đến khi tượng thần của xà tiên liếu như thị bị vỡ, lúc ý chí chiến đấu tiến vào đe dọa đến tượng thần của Hồ Tam Thái Gia, mới bị hắn phóng thích thần niệm ngăn chặn lại. Đây chính là uy năng của phá quân ma đạo, chỉ có cô ấy tự mang hào quang sát phạt, một mình chiến đấu không ngừng, một người có thể cản phá một triệu quân. Khi xưa thành thải vân bị quái thú tấn công, chính là cô ấy cùng ma đạo tổ sư cả hai chiến đấu 7 ngày 7 đêm, chém sạch 10 vạn ma thú. Tuy Thùy Hỏa đã không còn là đời thứ 9 của phá quân nữa, nhưng ý chí chiến đấu của phá quân vẫn được cô ấy thừa hưởng. Đối diện với ý chí chiến đấu quy mô lớn, Hồ Tam Thái gia dù đau lòng vì địa miếu bị phá hủy, cũng chỉ có thể cam tâm đứng nhìn. Tu vị của hắn tuy cao, nhưng suy cho cùng là mới đắc đạo ở thời đại mặt pháp, pháp thuật thần thông ở thời đại mặt pháp, sao có thể đem so với đại nã do niên đại phong thần sản sinh ra? Huống chi đối mặt với hắn bây giờ không phải là đại nã bình thường, mà là người mang mệnh cách phá quân, là Lâm Thùy Hòa đã thức tỉnh túc mệnh phá quân. Giải thích từ đại nã nghĩa là những người lớn mạnh. Hết giải thích, tinh thần chiến đấu có mạnh thì đã sao? ta chính là không tin ngươi lúc này có thể sử dụng thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết đó. Nói xong câu này, Hồ Tam Thái Gia biến mất tại chỗ. Hồ Tam Thái Gia vừa động, thân ảnh của Thùy Họa lập tức trở nên mơ hồ. Lý do trở nên mơ hồ là vì xung quanh Thùy Họa có rất nhiều tàn ảnh của Hồ Tam Thái Gia vây quanh. Binh khí mà Hồ Tam Thái Gia dùng là một thanh đao có hình dáng như chăn khuyết, mỏng như cánh ve. Thanh đao này không phải kim loại cũng không phải ngọc, là do hắn sau khi khai mở huyền quan, dùng nội đan mà hắn ta ngưng tụ ra hóa thành, không khác nào bản mệnh pháp bảo của hắn. Nửa bước thiên tôn, thần niệm giết người, tốc độ của Hồ Tam Thái ra cực nhanh, nhanh đến nỗi chỉ có thể thấy được tàn ảnh hắn để lại, mà tốc độ xuất đao của hắn thậm chí đến tàn ảnh cũng không thấy được, chỉ thấy một quả cầu tuyết quang bao phủ lấy thủy hỏa. Quả cầu tuyết rất nhanh hóa đỏ, tôi biết, thủy hỏa đã bị đao của Hồ Tam Thái ra đả thương. Nhưng cho dù như vậy, cô ấy vẫn chưa rút đao trấn yêu ra, cô ấy vẫn đang đợi. Nếu như chỉ muốn giáo huấn Hồ Tam Thái Gia, cô ấy nhất định đã rút đao chống lại, nhưng hiện tại cô ấy muốn giết chết Hồ Tam Thái Gia, điều này không dễ ra tay rồi. Con đường tôi đi là mượn kiếm nhập đạo, sát ý và chân khí dung hợp sản sinh kiếm khí. Thùy hỏa thì không như vậy, đao của cô ấy không có đao khí, tất cả chân khí toàn bộ được dùng để ngự sử khí tiên thiên canh kim, mượn bản thể khí tiên thiên canh kim để giết địch. Mà lúc này tiên thiên canh kim mà cô ấy có thể ngự sử còn rất xa mới đạt đến trình độ giết được Hồ Tam Thái Gia, do đó đối mặt với sự công kích đao sắc của Hồ Tam Thái Gia, cô ấy chỉ có thể dựa vào xác thân của mình mà nghinh tiếp. Tuy nhiên mặc dù cô ấy đã xác thân hóa thánh, vẫn không cách nào hoàn toàn ngăn chặn được sự tấn công toàn lực của Hồ Tam Thái Gia. Ban đầu chỉ có ánh sáng màu máu, rất nhanh liền hóa thành màn xương máu rồi. Tuy tôi không nhìn rõ được cụ thể vết thương hiện giờ của cô ấy, nhưng tôi biết cô ấy đã chịu thiệt hại nghiêm trọng. Ở đàm cửu long ngày đó tôi bất lực chỉ có thể dương mắt nhìn cô ấy bị thuật pháp thấu trời tấn công, còn hiện tại tôi tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện đó tái diễn nữa. Ngay khi tôi chuẩn bị diễn hóa kiếm khí ra tay giúp cô ấy, chỉ nghe Thủy Hỏa hét một tiếng, cuối cùng rút ra thanh đao trần yêu trong tay. Đao trần yêu ra khỏi vỏ, đất trời trở nên biến sắc. Khí tiên thiên canh kim dày đặc tột cùng lần lượt chìm vào đao trần yêu, sau khi hấp thụ hết, cơ thể Thủy Hỏa xoay tròn, tay trái cầm đao chém vào hồ tam thái ra. Quả thật thân pháp của hồ tam thái ra rất nhanh, thân hóa thành ảo ảnh không thể nhìn rõ, tuy nhiên sau khi Thùy hỏa một đao chém ra, hắn đột một dừng lại, đông cứng tại chỗ. Thanh đao trong tay ngươi là từ đâu mà có? Hồ Tam Thái ra trên mặt lộ ra biểu tình nghi ngờ. Sơn Hải Quan, tiễn lâu đao xá, ngươi đã rút ra đao trấn yêu sao? Không sai, không, điều này là không thể nào. Ngươi không phải là phá quân thật sự, số mệnh của ngươi căn bản không thể áp chế nổi đao trấn yêu cơ mà. Một mình ta thì không thể, nhưng anh ấy thì có thể đó. Thùy họa chỉ về phía tôi nói hắn ta là ai ngươi hỏi quá nhiều rồi đó bây giờ ngươi có thể đi chết rồi cùng với câu nói của Thủy họa phát ra tôi nhìn thấy thân thể của hồ tam thái gia bắt đầu run run tiếp đó cơ thể hắn ta bắt đầu ngã xuống đất với dáng vẻ vô cùng kỳ quặc nửa thân trên ngã xuống đất nửa thân dưới vẫn giữ tư thế đứng yên thì ra hồ tam thái gia này nhìn thì có vẻ là không bị thương nhưng thật ra đã bị thùy họa một đao chém thành hai phần rồi nhưng tôi cảm thấy có gì đó không đúng Tuy thi thể của Hồ Tam Thái gia đã bị chém làm hai, nhưng lại không hề có máu chảy ra. Là pháp thân, Thùy Hòa kinh hô, Thùy Hòa có thể sớm xác thân hóa thánh, nửa bước thiên tôn tất nhiên cũng có thể ngưng tụ ra pháp thân. Vạn lần không nghĩ tới Hồ Tam Thái gia có thể khiến Thùy Hòa toàn thân nhuốm máu vậy mà lại không phải bản tôn, mà là pháp thân của hắn. Pháp thân bị diệt, thân thể không mảy may chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Có phải rất ngạc nhiên không? Âm thanh của Hồ Tam Thái ra từ thần điện của hắn truyền đến. Sau đó tôi nghe thấy âm thanh của tượng thần bị phá vỡ, sau khi tượng thần bị vỡ, cơ thể thật sự của Hồ Tam Thái gia đã bước xuống điện thờ. Lão hồ ly, quả nhiên là lão hồ ly. Chương 221, phong hầu bái tướng 1. Tu hành tổng cộng có 6 cảnh giới: Thông linh, chân khí, huyền quan, nguyên thần, hợp đạo, thiên tôn. Thế giới này trước giờ không thiếu nửa bước thiên tôn, cũng không thiếu chuẩn thiên tôn, cái thiếu chính là thiên tôn thật sự. Gọi là thiên tôn nghĩa là hoàn toàn kiểm soát một số quy pháp của đại đạo, còn hợp đạo chỉ có thể sử dụng sức mạnh của bộ phận quy pháp. Mà đạt tới cảnh giới kia của đạo tổ, có thể có được đại đạo của riêng mình. Đại đạo 50 lần tiến hóa, trong đó có một lần chạy trốn, đạo của đạo tổ chính là ở trong lần trốn thoát này. Đây cũng chính là nguyên nhân đạo tổ có thể trở thành đạo tổ, bởi vì không xác định nên lớn mạnh hơn. Không phải chỉ có cảnh giới thiên tôn mới có thể thăng thiên, nếu không thì thiên đình cũng sẽ không có nhiều thiên binh thiên tướng như vậy. Yêu cầu bắt buộc của thăng thiên là phải ngưng tụ ra pháp thân, sau khi có được pháp thân rồi, đoạn tuyệt trần duyên, độ kiếp thăng thiên. Pháp thân dễ thành, thiên kiếp khó độ, từ khoảnh khắc thủy hỏa tiêu diệt pháp thân của Hồ Tam Thái Gia, đã dự báo cho sự thất bại của việc độ kiếp của hắn. Sau khi độ kiếp thất bại, chỉ cần sát thân không hư hại vẫn có thể ngưng tụ pháp thân lại từ đầu, chỉ là cơ hội cho lần thăng thiên sau của hắn lại không biết đến tháng nào năm nào nữa đây. Do đó Hồ Tam Thái Gia cực kỳ phẫn nộ, không thể kiềm chế cơn nóng giận của mình. Tuy nhiên, cho dù Hồ Tam Thái ra độ kiếp thất bại, tôi và Khương Tuyết Dương cũng không có tí niềm vui chiến thắng nào. Chúng tôi có thể đoán ra hắn có thể mượn pháp thân nghênh chiến, nhưng lại không nghĩ đến thân xác của hắn lại được ẩn giấu trong thần điện của đại miếu. Yêu tộc bình thường độ kiếp đều sẽ đem xác thân phong ấn ở một nơi bí mật nào đó, cách pháp thân càng xa càng tốt. Bởi vì lúc pháp thân độ kiếp là lúc thân xác yếu nhất, một khi bị tổn hại pháp thân cũng sẽ bị tiêu diệt, chỉ có sau khi thăng thiên thành công mới có thể hoàn toàn vứt bỏ thân xác hóa ra thân xác của ngươi lại ở bên trong tượng thần của ngươi thùy họa lạnh lùng nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất trước đây ta dự cảm lần thăng thiên này của ta kiếp nạn vô cùng hung hiểm chỉ là không ngờ số kiếp này lại ứng trên người ngươi hồ tam thái gia nói ha ha vừa hay cũng nói cho ngươi biết những con chó của tiên đạo cũng không tốt lành gì đâu một đao ngươi hủy đi pháp thân của ta đã làm cạn kiệt khí tiên thiên canh kim bên trong đao trấn yêu rồi bây giờ mặc dù ngươi có đao trấn yêu trong tay nhưng làm sao lại có thể là đối thủ của bản tôn ta. Tuy ta độ kiếp thất bại nhưng lại không chết, mà ngươi hôm nay chủ ý muốn ngã xuống tại tổ đình giã tiên của ta đó. Sau khi Hồ Tam Thái ra độ kiếp thất bại, sự suy yếu của xác thân cũng hoàn toàn biến mất, hắn ta hiện tại đã quay trở lại trạng thái đỉnh cao chiến lực như lúc đầu rồi. Mà Thùy Hỏa vì đã cạn kiệt khí tiên thiên canh kim ngưng tụ ra lúc đầu, toàn thân ý chí chiến đấu không còn, chiến lực cũng đã giảm đi nghiêm trọng, căn bản không cách nào chống lại Hồ Tam Thái ra lúc này ngươi có thể thử xem thùy họa nghiêm nghị không sợ hãi ta cũng không vội gì không còn khí thiên thiên canh kim ngươi cũng không còn bất kỳ mối đe dọa nào với ta cả thứ hiện tại làm ta hiếu kỳ là hắn ta đao trần yêu đã tích tụ số mệnh của vạn dân thời kỳ càn long ta muốn biết hắn làm thế nào giúp ngươi thu phục đao trần yêu vậy nói xong câu này hồ tam thái gia tiến về phía tôi thùy họa không ngăn cản bởi vì cô ấy cản không nổi hồ tam thái gia dùng thần niệm khóa chặt khí cơ của tôi ngay lập tức tôi cảm nhận được một loại áp lực nặng nề như núi cao nửa bước thiên tôn một niệm có thể giết người tôi vẫn chưa mượn kiếm nhập đạo cũng không ngưng tụ nguyên thần căn bản không tiếp nhận sự tấn công thần niệm của hắn ta nếu là cảnh giới hợp đạo tôi còn có thể dựa vào sinh cơ thân xác dũng mãnh để ngăn chặn sát ý xâm nhập cơ thể nửa bước thiên tôn trước mắt thì tôi không thể làm gì cả nhưng mà hồ tam thái ra không định trực tiếp giết tôi đợi đến khi đi đến cách tôi năm xích thì sát niệm của ông ta phần nào giảm bớt hờ hững nhìn tôi hỏi nếu không muốn chết hãy thành thật nói cho ta biết ngươi làm cách nào thu phục đao trần yêu vậy rất đơn giản ta có số mệnh tại thân tôi đáp một kẻ phàm phu tục tử hèn mọn lấy đâu ra số mệnh nghịch thiên để chống lại đao trần yêu chứ hồ tam thái ra lạnh lùng nói hồ tam thái ra nhận của ta một lễ rồi sẽ biết ngay thôi số mệnh tồn tại trong bóng tối hắn ta không nhìn ra được muốn kiểm chứng lời của tôi chỉ có thể nhận của tôi một lễ mà nếu như tôi bái hắn ta bất luận hắn ta có nhận nổi hay không, vận khí của ma đạo chắc hẳn sẽ vì vậy mà tổn hao không ít. Mệnh càng cao càng bạo nổ, vận khí càng bái sẽ càng ít đi. chương 222, Phong Hầu Bái Tướng 2 Cho dù là chân mệnh thiên tử, nếu như thời gian khom lưng quỷ gối lâu cũng sẽ trở thành một kẻ tầm thường. Bao nhiêu năm nay, không biết đã có bao nhiêu người ba quỷ chín lại ta. Đến cả Khang Hy Đại Đế năm đó cũng đã từng dâng hương cho ta, ta chính là không tin số mệnh của ngươi còn mạnh hơn ông ta đó. Hồ Tam Thái Gia lớn giọng nói, ai mạnh ai yếu, Hồ Tam Thái Gia nhận rồi sẽ biết. Được thôi, thấy hắn đáp ứng, tôi chỉnh tề áo mũ, vận khí của ma đạo suy yếu, tuy sau khi tôi trở thành ma đạo tổ sư, cờ chiêu hồn đã có diện mạo mới, nhưng nhất định vẫn không phải là đối thủ của Hồ Tam Thái Gia. Bởi vì nơi đây là đại miếu, là tổ đình của giã tiên, mà Hồ Tam Thái Gia là người đứng đầu giã tiên, gánh vác khí vận của giã tiên. Nam Mao Bắc Mã, ở thời đại mặt pháp vận khí của giã tiên mơ hồ có thể đối đầu với đạo môn, tuyệt đối không phải là thứ mà ma đạo hiện tại có thể sánh bằng. Do đó nếu như tôi thật sự bái lễ hắn, cái đầu này chẳng khác giống tất cả. Hồ Tam Thái ra nhàn nhã thong dong mặt mang theo nụ cười nhẹ, lòng hắn ta hiểu rõ số mệnh của tôi không thể nào thắng nổi hắn ta. Số mệnh có thể áp chế đao chân yêu, không nhất định sẽ áp chế được hắn. Nếu như không phải đao chân yêu ở Sơn Hải quan mượn thế lực của vạn lý trường thành, bản thân một mình nó cũng không phải là đối thủ của Hồ Tam Thái ra đâu. Vận khí vạn dân của niên giám Càn Long dù có mạnh, thì bao nhiêu năm trôi qua cũng đã cạn kiệt đi không ít, còn vận khí của giã tiên thì liên tục tăng trưởng. Chấn chỉnh áo mũ xong, tôi bắt đầu khuỵu gối quỳ xuống, thần tình ngưng trọng khấu đầu ba cái. Sau khi khấu xong, tôi ngẩng đầu lên nhìn Hồ Tam Thái ra. Hồ Tam Thái ra thần sắc không thay đổi, khóe miệng mang theo nụ cười chế giễu, bởi vì hắn ta không hề cảm nhận được một tí áp lực nào cả thế nhưng rất nhanh sau đó hắn cười không nổi nữa người mà ngươi bái lễ không phải ta sao ha ha ngươi mà cũng xứng sao tôi cười lạnh người mà tôi bái tất nhiên không phải hắn mà là thùy họa phía sau hắn ta khương tuyết dương từng nói trên trời dưới đất người có thể nhận cái quỳ lạy của tôi không nhiều nhưng thùy họa thì lại có thể nhận mà thùy họa vốn là người trong ma đạo nhận bái lễ của tôi cũng không làm tổn hao vận khí của ma đạo ngược lại còn mang đến cho cô ấy những lợi ích tối cao tôi hiện tại là ma đạo tổ sư bái cô ấy chính là bái tướng phá quân vị tướng tung hoành thiên hạ phá quân không có bái tướng mệnh cách khiếm khuyết không toàn vẹn cũng không cách nào tùy tâm tùy ý kiểm soát khí tiên thiên canh kim túc bái thiên địa việc này sau khi trở thành ma đạo tổ sư tôi đã nghĩ đến chỉ là thiếu một cơ hội mà thôi lúc này tôi đã ở bờ vực sinh tử số mệnh ma đạo càng gắn liền với thân thể tôi thời khắc sinh tử tồn vong của ma đạo đích thị là ngày phá quân nhận lệnh lúc lâm nguy bái tướng phong hầu bái tướng, tuyên bố với nhân gian một lần nữa giấy lên chiến tranh. Hồ Tam Thái ra biết đã bị tôi trêu đùa, bùng phát sự tức giận, tuy nhiên ngay lúc này, Thủy Hỏa sẽ không một đao từ phía sau lưng hắn chém tới. Một đao chém ra, gió mây biến đổi, đất trời một mảng tiêu điều. Từ lúc tôi hoàn thành ba lần bái đại lễ, khí thiên thiên canh kim của thiên địa giám đã bắt đầu cuộn trào mãnh liệt hội tụ nơi thanh đao trần yêu trong tay cô ấy. Hồ Tam Thái ra không dám khinh địch, bắt đầu niệm pháp quyết, bạch quang lóe sáng, đem thanh đao uốn cong được biến hóa từ nội đan của hắn một lần nữa xuất hiện trên tay hắn. Hắn khua đao tiếp đón, nhưng lại căn bản không cản nổi thanh đao lập uy của Thùy Họa sau khi bái tướng. Chỉ nghe một âm thanh rung chuyển vang dội, thanh đao của Hồ Tam Thái ra trực tiếp bị Thùy Họa chặt đứt, thân thể hắn ta bị đánh bay ra ngoài như con diều đứt dây. Cùng lúc hắn ta bay đi, một trường vỗ vào lưng tôi, lập tức một cỗ khí tiên thiên ly hỏa nóng rực xâm nhập vào bên trong cơ thể tôi. Cho dù sinh sơ của tôi mạnh mẽ, cũng không ngăn được Tiên Thiên Ly Hỏa được Hồ Tam Thái gia dùng pháp quy đại đạo để triệu hồi, ngũ tạng như bị thiêu đốt, đau đớn không chịu thấu, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. "Tạ Lan, anh không sao chứ?" Thùy Hỏa vội vàng hỏi. "Anh không sao, em mau đuổi theo Hồ Tam Thái ra đi." Tôi nghiến răng nói, "Tôi bái tướng thành công, giúp Thùy Hỏa ngưng tụ mệnh cách phá quân một cách toàn vẹn, sau chuyện này nhất định Hồ Tam Thái gia sẽ đoán ra được thân phận của tôi. Tuyệt đối không được để hắn thoát, nếu không tôi sẽ bị thiên đạo nhân đạo" âm ti toàn lực truy sát. Lúc này hồ tam thái gia đã hóa thân thành phi hồ, trốn vào núi sâu, chỉ còn lại một chấm trắng nhỏ trên bầu trời. Không cần đuổi theo đâu, em đứng tại nơi này cũng có thể giết hắn ta. Nói xong Thùy Họa đứng dậy, nhắm mắt tập trung khóa sinh cơ của hồ tam thái gia, sau đó ném đao trần yêu lên không trung. Tốc độ của đao trần yêu cực nhanh, làm cho không khí phát nổ, sau đó nhanh chóng đuổi theo hướng hồ tam thái gia. Rất nhanh đã cùng Hồ Tam Thái ra biến mất nơi chân trời. Một lát sau, đao chấn yêu vù vù quay trở về trong tay Thùy Hỏa. Đã chết chưa, tôi hỏi, yên tâm đi, sống không nổi. Lời của Thùy Hỏa vừa dứt, liền nghe tiếng thét đau đớn của Hồ Tam Thái ra từ núi rừng xa xăm truyền đến, tiếng khóc xé ruột gan thấu đất trời. Cùng lúc này, tượng thần của Hồ Tam Thái ra trong thần điện ẩm ẩm vỡ thành từng mảnh. Kẻ tu hành này không biết đã mấy nghìn năm đứng đầu dã tiên, cuối cùng vẫn là chết trong tay Thùy Hỏa. Hồ Tam Thái ra chết, lòng tôi vừa thả lỏng lại liền cảm thấy cơ thể càng đau đớn không chịu nổi vội vàng ngồi xếp bằng xuống đất thu liếm thần thức đi vào huyền quan mượn gió phục hồi mà phong thần ban tặng cho tôi để khôi phục sinh cơ trong cơ thể trước khi xác thân hóa thánh thân xác của tôi căn bản không tiếp nhận nổi sự tấn công trực tiếp của khí tiên thiên ngũ hành thứ có lực sát thương hơn hẳn bất kỳ pháp thuật thần thông nào không giống với những người tu hành của đạo môn yêu tộc khi tu hành đến cảnh giới hợp đạo việc kiểm soát pháp quy đại đạo đều có liên quan đến ngự sử tiên thiên ngũ hành bởi vì người đặt nền móng cho yêu tộc tu hành là ma đạo tổ sư, mà ông ấy là người đầu tiên đề xuất ra học thuyết tiên thiên ngũ hành. Đáng tiếc là hiện tại giã tiên tuy vẫn tu hành theo đạo pháp sở truyền của ông ấy, nhưng đã tách khỏi ma đạo rồi. Thương tích của tôi nghiêm trọng hơn nhiều so với tôi nghĩ, bất luận tôi nỗ lực bao nhiêu cũng không cách nào hóa giải khí tiên thiên ly hỏa mà Hồ Tam Thái ra đánh nhập vào cơ thể tôi. Đạo tiên thiên ly hỏa này không ngừng hoành hành trong cơ thể tôi, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của tôi, du ngoạn trong huyết mạch của tôi. Thùy Hòa cũng phải bất lực, pháp quy của cô ấy là tiên thiên canh kim, căn bản diệt không được đạo ly hỏa này. Muốn phá ly hỏa, chỉ có thể dùng quý thủy, nhưng lúc này đi đâu để tìm tiên thiên quý thủy trong khoảng thời gian ngắn đây. chương 223, Phá quân chi thương 1 Sức nóng của tiên thiên ly hỏa khiến tôi chịu sự dày vò đến cùng cực, vì không để Thùy Hòa lo lắng tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Giả vờ không hề có việc gì cùng cô ấy rời khỏi đại miếu tiến thẳng tới hồ tộc Thanh Khâu tiên thiên ly hỏa tuy rằng không có cách nào hóa giải nhưng muốn giết chết tôi cũng chẳng phải dễ dàng gì huyền quan của tôi có cờ chiêu hồn chấn giữ sẽ không bị phá huyền quan không bị vỡ thức thần cũng sẽ có nơi chứa ổn định còn có ngọn gió phục hồi của phong thần ban tặng cho tôi tuy rằng chữa trị không được vết thương của tôi nhưng cũng miễn cưỡng khống chế được tình trạng thương tích chỉ là theo thời gian trôi qua sinh cơ trong cơ thể tôi chắc chắn sẽ không ngừng bị tiên thiên ly hỏa xâm chiếm với lại tôi còn không thể tiếp tục sử dụng thất sát kiếm nếu sử dụng thương thế sẽ càng nghiêm trọng hơn chỉ cần không cẩn thận một chút thì sinh cơ ngay lập tức sẽ bị cạn kiệt mà chết đạo hạnh tiêu tan không phải tôi không quan tâm đến sự sống chết của bản thân chủ yếu là hiện giờ tôi căn bản không có thời gian để ý đến thương thế của mình hồ tam thái gia bị giết toàn bộ tượng thần trong đại miếu đều bị ý chí chiến đấu của thùy hòa hủy hoại giã tiên nhất định có thể cảm nhận được điều này vốn dĩ đại quân giã tiên đang án binh bất động chờ thời cơ bây giờ xảy ra chuyện này trước tiên bọn chúng nhất định sẽ điều tra rõ ràng là kẻ nào đã giết Hồ Tam Thái Gia. Hồ Tam Thái Gia chỉ cách thiên tôn nửa bước, cái chết của hắn ta không những ảnh hưởng tới sĩ khí của giã tiên, còn ảnh hưởng tới vận mệnh yêu tộc. Muốn tra rõ không hề khó, trong đạo ý mà Thùy Hỏa lưu lại bao hàm cả khí thức tiên thiên canh kim, mà có thể để lại chiến tích với quy mô lớn đến thế ở Đại Miếu, tại thời Đại Mạt Pháp cũng chỉ mỗi thân kiếp thứ 9 của ma đạo phá quân mới có thể làm được. Nếu như Thùy Hỏa không ứng chiến, bọn chúng ắt phải đem toàn bộ nộ khí đổ hết lên người hồ tộc Thanh Khâu, những người đến hôm nay vẫn không chịu thoát ly khỏi ma đạo. Nhưng một mình ứng chiến với chúng giã tiên, thùy hỏa căn bản đánh không lại. Giã tiên đều có tu vi đạo Pháp, số lượng khó tính toán được, so với thú triều mà năm đó tập kích thành Thải Vân còn khó đối phó hơn nhiều, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào sức một người liền có thể đối kháng được đâu. Cô ấy truy sát hồ Tam Thái ra chỉ dùng hai đao, tuy rằng nhìn có vẻ đã xử lý sạch sẽ, đó là bởi vì ban đầu cô ấy bái tướng mang tinh thần rất phấn khởi, mà lúc đó Hồ Tam Thái ra lại đặt hết mọi tâm thần chú ý lên người tôi, mới bị cô ấy đánh lén thành công. Thật ra, tu vi hiện giờ của cô ấy vẫn là cảnh giới hợp đạo như cũ. Chẳng qua toàn bộ khí thức của tiên thiên canh kim sử dụng để chống cự càng nhiều thì càng tinh khiết, nhưng không cách nào đến bước sử dụng dùng được thiên địa trinh âm dương lưỡng đoạn quyết. Đánh không lại chúng giã tiên, thì thùy họa nhất thiết phải nhanh chóng tiến thẳng tới vùng cổ địa rừng u tối để tụ hợp với hồ tộc Thanh Khâu dưới tình huống như vậy tôi làm gì có thời gian đi tìm khí thức của tiên thiên quý thủy chữa trị thương thế chỉ có thể đợi sau khi giải quyết xong xuôi cuộc chiến của hồ tộc thanh khâu lại quay về tìm khương tuyết dương nghĩ cách mà thôi khu rừng u tối chỉ là cách gọi của người trong thế tục tên thật của nó phải gọi là hàn hoang là vùng đất căn nguyên của yêu tộc cũng là một trong số ít cổ địa còn sót lại trên thế giới lưu giữ ấn ký của thời đại hồng hoang bởi vì mảnh rừng rậm này từ lúc khảo sát trên bản đồ vệ tinh đã rất u ám mơ hồ nhìn không rõ ràng gì cả với lại chưa từng có ai bước vào trong đó, nên mới đặt tên nó gọi là khu rừng rậm u tối. Thật ra bên trong nó không hề u ám một chút nào, chỉ là thần ma tàn niệm lưu lại trong cuộc chiến phong thần quá nhiều, hình thành nên hiệu quả che kín mọi thứ, mới khiến người ta không cách nào nhìn rõ và không cách nào do thám được. Cũng giống với đàm hắc long của Miêu Cương, cổ địa Hàn Hoang đã từng là chiến trường chủ yếu của cuộc chiến phong thần. Chẳng qua là yêu tộc chết ở đây nhiều hơn nhân loại gấp mấy lần, không biết bao nhiêu đại yêu quái của ma đạo đã chôn thân ở hàn hoang trong đó còn bao gồm cả vài dị thú mang huyết mạch hồng hoang nữa ma đạo tổ sư pháp truyền lục đạo đệ tử yêu tộc trong ma đạo ghi nhớ ân tình truyền đạo của ông ta sau khi bùng nổ cuộc chiến phong thần từng người theo dưới sự lãnh đạo của lưu phong thiên tôn mà tham chiến sau khi đảo kim ngao bị đắm chìm yêu tộc còn sót lại đành rút lui thủ hộ đại bản doanh của yêu tộc là cổ địa hàn hoang mà người của hai đạo tiên nhân không hề có ý định muốn tha cho họ Hàn Hoang vừa nổ ra chiến tranh, toàn bộ 10 vạn đại quân yêu tộc gần như tử trận, mà hai đạo tiên nhân cũng phải trả một cái giá tổn thất nặng nề. Chương 224: Phá quân chi thương 2. Sau khi cuộc chiến phong thần kết thúc, nữ oa lần nữa xuất hiện tiếp quản yêu tộc, vì tránh gặp phải sự thanh trừ của hai đạo tiên nhân, yêu tộc ở khắp nơi đều lần lượt phản bội ma đạo tự lập thành một phái. Mà những tộc nhân kiên trì tin tưởng vào giáo lý của ma đạo đến cuối cùng, đều không một ai sống sót khi bị hai đạo tiên nhân liên thủ sát hại chỉ có hồ tộc thanh khâu nằm dưới sự che giấu của thần niệm từ lưu phong thiên tôn chuyển từ đồ sơn vào cổ địa hàn hoang sinh sống mới tránh khỏi sự truy sát của hai đạo tiên nhân tôi và thùy họa ở núi trường bạch đi ngang qua khu rừng nguyên sơ ba ngày sau mới đến được cổ địa hàn hoang vừa mới đặt chân lên lãnh địa này cờ chiêu hồn trong huyền quan của tôi lập tức sản sinh ra phản ứng có thể để cờ chiêu hồn sản sinh ra phản ứng thì chỉ có ý chí anh linh của đệ tử ma đạo đã tử trận mà thôi chỉ đáng tiếc thời gian trôi qua quá lâu cờ chiêu hồn cũng không cách nào đem những ý chí còn sót lại hút vào bên trong nó tại hàn hoang máu tươi của đệ tử yêu tộc ma đạo đều trải đầy lên mỗi một mảnh đất kẻ bị diệt tộc đếm không xuể rất nhiều dị thú nhân gian từ đây cũng không còn xuất hiện nữa cuộc chiến hàn hoang xảy ra sau khi ma đạo tổ sư chết đến mức kể cả cờ chiêu hồn cũng không ghi chép qua tên gọi của bọn chúng tôi cũng là từ lời của khương tuyết dương mới biết ma đạo chúng tôi đã từng xuất hiện rất nhiều đại yêu quái tài giỏi lại có bao nhiêu đại yêu quái hy sinh vì ma đạo Băng giáp giác ma long và huyền thiết khai minh thú đã liên thủ truy sát một vị thiên tôn của nhân đạo. Tuy rằng bọn chúng cũng đã cùng với vị thiên tôn nhân đạo đó đồng quy vô tận, nhưng cũng chứng minh được yêu tộc ma đạo đã không còn bất kỳ xúc tính dị loài nào để yên chịu trận mặc cho người khác trả đạp nữa. Nghe nói vào lúc bùng nổ cuộc chiến hàn hoang, toàn bộ dã thú của vùng cổ địa hàn hoang bất luận có tu vi hay không đều giống như phát điên lao vào đại quân của hai đạo tiên nhân. Trên trời không biết bao nhiêu chim bay mắc kẹt trong pháp thuật đạo môn hóa thành mây khói dưới đất không biết bao nhiêu quái thú bị nghiền thành thịt vụn dưới gót sắt của đại quân hai đạo tiên nhân. Bên bờ danh giới thống khổ thấu trời xanh, yêu hoàng nữ oa chưa từng đến đây nhìn qua một lần, mà chỉ quan tâm tới ma đạo tổ sư của mảnh đất này, người lúc đó đã chết tròn vực trả hồn. Cổ địa hàn hoang bây giờ tử khí lạnh lẽo, tuy rằng bị thế tục xem thành khu rừng u tối, cây trong rừng lại không hề xanh tốt, trên đất xếp đầy lá héo úa khô cằn, một mảng dáng dấp suy tàn. Bây giờ đã 3.000 năm trôi qua rồi, sinh cơ ở nơi đây vẫn chưa hồi phục thùy họa vội vàng tìm kiếm hồ tộc thanh khâu nhưng tôi vì thương thế trong cơ thể nên không đi nhanh được chỉ có thể cắn răng đuổi theo đi vội vã nên đã tác động đến nội tạng bị thiêu cháy ít hầu tanh ngọt chỉ có thể tiếp tục nuốt xuống ngụm máu tươi còn may suốt dọc đường đi tôi đều không để cô ấy phát hiện ra dấu hiệu gì cả cổ địa hàn hoang sâu thẳm địa hình vô cùng phức tạp đất hoang sơn cốc đầy bụi rậm đồi núi và đầm lầy đường đi càng khó khăn hơn lại qua hai ngày chúng tôi mới từ một ngọn núi mọc đầy cây cỏ nhìn thoáng thấy vài phân sinh khí đứng dưới chân núi tôi vận chân khí tụ lên hai mắt để quan sát trong khu đất hoang mọc đầy bụi rậm hình như có vô số tòa nhà được xây dựng bị che kín thấp thoáng có thể thấy nằm uốn lượn theo sườn núi dường như còn có một thị trấn nhìn đến đây tôi liền biết đã tới chỗ ở hiện nay của hồ tộc thanh khâu rồi dưới núi có pháp trận bảo hộ mà hồ tộc thanh khâu lập nên chúng tôi không hiểu cách phá giải nó cũng không muốn ra tay phá hoại ngay sau đó thủy họa lần nữa rút đao trấn yêu ra nhắm chuẩn chỗ thị trấn nằm ở vùng trung tâm sườn núi mà ném qua. Đao trấn yêu hóa thành một vệt sáng, cuối cùng cắm trên tường thành, phát ra một trận âm thanh kim loại vang vọng về xa. Không mất nhiều thời gian, đã xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh bay từ trên núi xuống, nam nữ đều có. Nam thì anh Tuấn, nữ thì yêu kiều, đều là hồ tộc thanh khâu. Dẫn đầu là một lão già mặc thanh y, trên tay mang hai thanh mã tấu, khí thức thần niệm vô cùng cường đại, chắc hẳn đã ngưng tụ ra nguyên thần, những người khác cũng có mọi tầng tu vi, cảnh giới huyền quan hay chân khí đều có. Binh khí của bọn họ khá tùy ý, đa số tương tự như thanh mã tấu của Hồ Tam Thái Gia, còn có kiếm khí cung tiễn, đều là dùng nội đan hóa thành. Đáng tiếc tôi tìm một vòng cũng không trông thấy Lưu Phong Vũ, mà những vị hồ tộc thanh khâu này khi đối diện tôi và Thùy Họa đều có bộ dạng nhưng sắp lâm trận gặp đại địch vậy đó. Đặc biệt là vị thiếu nữ xinh đẹp đứng bên cạnh lão già mặc thanh y, vậy mà vẫn luôn thử khóa khí thức của tôi khi bị thần niệm của cô ấy quấy nhiễu thương thế mà tôi vốn khó lắm mới kiềm nén được ngay lập tức bị kích phát dùng hết toàn lực mới nhẫn nhịn để không nôn ra ngụm máu tươi trong ít hầu các ngươi là kẻ nào tại sao lại tới chỗ hồ tộc thanh khâu bọn ta bọn chúng chắc chắn là người trong đạo môn tu vi của nữ nhân kia cao thâm khó lường thật không ngờ giã tiên vẫn chưa tới chỗ bọn ta gây phiền phức người của đạo môn vậy mà lại tới trước rồi đối diện với lời lẽ thăm dò của hồ tộc thanh khâu bởi vì tôi phải chịu đựng sự dày vò của vết thương nên không mở miệng được mà thùy họa lại từ đầu đến cuối đều không nói một lời chính lúc tôi còn cảm thấy kỳ lạ quay đầu nhìn cô ấy mới phát hiện khuôn mặt cô ấy đã đẫm lệ những người trước mặt đây không những là đệ tử yêu tộc của ma đạo còn mang một thân phận khác bọn họ đều là hậu nhân của lưu phong thiên tôn trên người đang chảy dòng huyết mạch giống như lưu phong thiên tôn cuộc chiến đàm cửu long nếu không nhờ lưu phong thiên tôn lấy thân mình giáng xuống làm cái giá đánh đổi thùy họa đã chết rồi kiếp trước ngài ấy nợ phá quân một đoạn ân tình tỉ muội mà kiếp này ngài ấy đã đem phần ân tình tỉ muội đó trả lại trên người thùy họa thùy họa nghiêm nghị đứng đó trầm mặc không nói một lời đợi đến khi không còn ai tra hỏi nữa cô ấy mới bắt đầu cử động phá quân một đời chưa từng quỳ gối với bất kỳ ai vị tướng tung hoành sát phạt của ma đạo tại thời điểm này hai đầu gối đều quỳ xuống đất chương 225, ngô nại đạo tổ một thùy họa vừa quỳ người của hồ tộc thanh khâu lập tức sướng sờ ngơ ngác không ai biết vì sao cô ấy lại quỳ xuống. Thực lực của lão già mặc thanh y mạnh nhất, cũng chỉ có ông ta mới cảm nhận được cảnh giới tu vi thật sự của Thùy Hỏa. Vì thế hai gối của Thùy Hỏa vừa chạm đất, ông ta liền theo bản năng quay người qua chỗ khác, khấu đầu của những người này không phải ai cũng tiếp nhận nổi. Ông ta có thể hiểu được, nhưng mà những người hồ tộc thanh khâu khác lại không hiểu, ví dụ như thiếu nữ xinh đẹp đứng bên cạnh ông ta, đang đối diện với hướng khấu đầu lạy tả của Thùy Hỏa, hai mắt mở lớn lộ ra thần sắc không biết phải xoay sở ra sao. Thùy Hòa khấu đầu sát đất. Tôi hiểu tâm ý của cô ấy nên cũng không tới đỡ cô ấy đứng dậy. Chính tại lúc này lại xuất hiện thêm một người từ trên núi nhảy xuống. Đó chính là Lưu Phong Vũ mà tôi đã từng gặp ở chợ quỷ. Lưu Phong Vũ tất nhiên còn nhớ tôi, chỉ là hắn hiển nhiên không nghĩ tới tôi sẽ đột nhiên xuất hiện tại chỗ này. Với lại tình hình bây giờ cũng khiến hắn rất nghi hoặc. Tạ Đạo Hiếu, sao ngươi lại tới chỗ này? Đây lại là chuyện gì vậy hả? Lưu Phong Vũ đi tới trước hỏi tôi. Thùy Hòa tới rồi. Tôi lấy tay áo che trước mặt. Ho ra một ngụm máu tươi, nhẹ giọng nói: "Ai cơ? Hoàng Hà nương nương, cái gì?" Lưu Phong vô kinh ngạc hét lên, hắn không biết Thùy Họa là ai, nhưng lại biết Hoàng Hà nương nương chính là thân kiếp thứ 9 của Phá Quân. Phá Quân là người nào cơ chứ? Hộ Pháp Thiên Tôn của Ma Đạo, danh vọng trong Ma Đạo đều ngang hàng với Ma Đạo Tổ Sư. Người ngoài chỉ biết Phá Quân có sức mạnh chiến đấu vô địch, nhưng mà Hồ Tộc Thanh Khâu hiểu rõ Phá Quân đối với Ma Đạo mà nói có ý nghĩa như thế nào. Tôi vẫn còn nhớ lúc từ biệt hắn ở vương gia, những lời mà hắn đã nói, hắn nói vào thời điểm phá quân phất lên chiến cờ lần nữa, nhất định không được quên thông báo cho hồ tộc Thanh Khâu biết. Còn nói, ba ngàn tộc nhân của Thanh Khâu ngày trước đã nguyện ý cùng tử chiến với cô ấy, thì hiện tại vẫn như cũ không hề thay đổi. Giờ phút này, Lưu Phong vũ nhìn Thùy Hỏa vẫn đang khấu đầu sát đất, giọt lệ ấm nóng trong mắt rơi lã chã, lùi về sau mấy bước, bắt đầu chỉnh lý lại quần áo. Đợi chỉnh lý xong xuôi, Lưu Phong Vũ liền quỳ sạp xuống đất lại tùy hỏa, cao giọng hét lớn nói, hồ tộc Thanh Khâu Cung nghênh phá quân hộ Pháp Thiên Tôn của Ma Đạo. Hắn vừa mới dứt câu, dường như đã khiến tộc nhân khác ngây ngốc chấn kinh. Lão già mặc Thanh Y sau khi định thần trở lại, hai dòng lệ chảy xuống từ hốc mắt, không hề do dự quỳ sụp xuống đất, những tộc nhân khác đều quỳ xuống theo, đôi mắt của từng người đều rưng rưng. Chỉ có mỗi thiếu nữ kia vẫn còn ngây ngốc đứng yên ngay tại chỗ, hình như chưa kịp phản ứng trở lại. Các phụ lão huynh trưởng xin hãy đứng dậy, hôm nay ta tới đây chỉ vì báo ân nếu không phải vì ta lưu phong thiên tôn cũng không rơi vào tay của thiên đạo rồi bọn họ vừa quỳ thùy hỏa đã vội vã đứng lên khuyên nhủ họ vốn đã xúc động lại nghe cô ấy nhắc tới việc lưu phong thiên tôn đã giáng xuống nhất thời kích động nghẹn ngào bi thương không thể diễn tả được ma đạo tổ sư pháp truyền lục đạo hồ tộc thanh khâu từ lúc đó đã hóa hình thành người đại ân to lớn như thế chúng tôi vĩnh viễn không bao giờ quên lưu phong thiên tôn hy sinh cũng vì điều này chúng tôi nhận không nổi một lạy của phá quân hộ pháp thiên tôn. Lão già mặc thanh y nói, ta không phải phá quân, chỉ là kế thừa mệnh cách phá quân của ngài ấy. Các phụ lão huynh trưởng không cần phải bái lại ta, ngược lại là thùy họa có lỗi với hồ tộc thanh khâu. Lúc trước nhận được tin tức, giã tiên ở quan ngoại phát binh đánh cổ địa hàn hoang, ta liền đặc biệt tới đây cùng hồ tộc thanh khâu đồng lòng chiến đấu, đồng sinh cộng tử. Tuy rằng thùy họa luôn miệng nói cô ấy không phải phá quân, nhưng mà người của hồ tộc Thanh Khâu vẫn như cũ đối đãi với cô ấy như phá quân. Ngày đó Lưu Phong vũ đem chuyện của Hoàng Hà Nương Nương kể cho tộc nhân nghe, tộc nhân của hắn đã nhận định Hoàng Hà Nương Nương là chuyển thế của phá quân. Nói tới chuyện giã tiền giấy binh, lão già mặc Thanh Y nói bọn họ đã biết rồi, đợi đến khi nghe nói Thủy Hỏa đã chảm sát hồ Tam Thái Gia, liền biết quân tình khẩn cấp không thể trì hoãn thêm nữa, ngay sau đó liền dẫn Thủy Hỏa lên núi để bàn bạc đối sách. Phá quân thiện chiến, Lúc này Thùy Hỏa được mọi người vây quanh vừa đi vừa thảo luận tình hình chiến đấu với giã tiên, nhất thời bỏ quên luôn sự tồn tại của tôi. Với lại do thân phận của tôi quá đặc biệt, thắng bại của cuộc chiến Hồ Thanh Khâu khó mà dự liệu trước được, Thùy Hỏa cũng không muốn tôi tiết lộ ra việc tôi chính là ma đạo tổ sư. Còn về Lưu Phong Vũ, hắn là chiến lược trung kiên của Hồ Tộc Thanh Khâu nên lúc này cũng tham gia bàn luận quân sự, quên mất giới thiệu tôi với tộc nhân. Cuối cùng thành là đoàn người bọn họ đi lên phía trước chỉ mỗi tôi và thiếu nữ thanh khâu còn kẹt lại phía sau. Thiếu nữ nhìn có vẻ rơi vào tầm khoảng 15-16 tuổi, tuy rằng vùng trán còn hơi non nớt, nhưng mà vẻ nịnh nọt trời sinh đã bạo lộ rõ ràng. Tuy rằng khi gặp Thùy Hỏa cô ta không quỳ bái, nhưng ánh mắt hướng về phía sau lưng cô ấy hết sức cháy bỏng. Tôi nhìn mà trong lòng còn âm thầm buồn cười, nữ tử của ma đạo, không ai mà không sùng bái phá quân cả, thậm chí nhiều người còn sinh ra tình cảm khác biệt với ngài ấy. Phá quân tuy thân là nữ tử, nhưng lại luôn mặc nam trang. Một thân huyền sắc thiết giáp, sau lưng cắm bốn lá hạo kỳ, đầu đội mũ lông chim chỉ đỏ, tay cầm đao lưỡng đoạn, tư thế oai hùng chinh chiến sát phạt quyết đoán không biết đã mê hoặc bao nhiêu thiếu nữ ma đạo. Giải thích hạo kỳ là cờ tam giác sau áo giáp, phía sau chiếc áo giáp của võ tướng trong hí khúc có lá cờ theo hình tam giác. Hết giải thích, chương 226, Ngô Nại Đạo Tổ 2. Luận về số lượng nữ nhân hâm mộ hoàn toàn vượt xa ma đạo tổ sư, còn không phân cao thấp với vị hách liên thiên tôn đó đường núi gập gành tôi đi vô cùng khó khăn đợi đi được đến chỗ dốc nghiêng hiểm trở vết thương mà tôi vốn đã chịu đựng lâu nay bởi vì tâm trạng thay đổi luân phiên mà mất khống chế đến lúc này đã không còn áp chế nổi nữa khám miệng phun ra một ngụm máu tươi hai mắt tối đen hôn mê bất tỉnh trước khi ngất đi chỉ nghe thiếu nữ thanh khâu kia hét lên một tiếng kinh hãi hắn ngất xỉu rồi đợi đến khi tôi tỉnh lại đã nằm trên một tấm thảm mềm mại Lúc mở mắt ra người tôi nhìn thấy đầu tiên không phải Thùy Họa, mà là thiếu nữ kia. Thiếu nữ thấy tôi đã mở mắt, vội vàng chạy đi gọi người tới. Qua chốc lát, Thùy Họa mới từ bên ngoài đi vào trong. Lúc này cô ấy đã đổi trang phục, thành một thân giáp sắt huyền đen mạnh mẽ, mà thanh đao chân yêu của cô ấy đã lấy xuống khỏi tường thành đang đeo ở giữa eo. Sau khi Thùy Họa bước vào, liền dùng ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào tôi. Nếu như không phải anh đột nhiên bất tỉnh, anh còn định giấu em vết thương này đến bao giờ hả? vốn đâu có nghiêm trọng tôi bị cô ấy nhìn mà luống cuống anh có biết tiên thiên ly hỏa trong người anh đã thiêu dụi hết kỳ kinh bát mạch hay không tam đại mệnh mạch cũng chỉ có trong nhâm mạch chú trọng lưu chuyển sinh cơ thôi đó cái gì cơ bản thân tôi cũng không biết thì ra vết thương của tôi đã nghiêm trọng đến mức độ này kỳ kinh bát mạch bị thiêu cháy từ nay về sau tôi đã không có cách nào ngưng tụ được chân khí chân khí cố hữu trong huyền quan cũng vĩnh viễn không phát ra được nữa rồi ám chỉ tôi đã biến thành một phế nhân đừng nói đến không sử dụng được thất sát kiếm liền đến cả kiếm khí cũng không cách nào ngưng tụ ngay sau đó tôi vội và ngưng thần cảm nhận bên trong cơ thể là một mảnh chết lặng chân khí không hề có bất kỳ phản ứng nào mà đạo khí thức của tiên thiên ly hỏa vẫn đang không ngừng cắn xé sinh cơ của tôi tức khắc trong lòng như gào lên một tiếng thê lương khương tuyết dương từng nói đợi đến lúc tôi xuất kiếm vô hối liền sẽ lấy kiếm nhập đạo tiếc rằng tôi vẫn chưa kịp hiểu cái gì gọi là kiếm vô hối thì đã không còn cơ hội xuất kiếm rồi tạ lan Hồ tộc Thanh Khâu còn yếu nhược hơn cả sự tưởng tượng của em, cuộc chiến này vạn phần hung hiểm, nơi này không ai có thể điều khiển và sử dụng được khí tức Tiên Thiên Quý Thủy. Em muốn để Lưu Phong Vũ mang anh rời khỏi cổ địa Hàn Hoang đến tìm Khương Tuyết Dương, vết thương của anh chỉ có phong thần ra tay mới có thể chữa trị được mà thôi. Tôi trầm mặc không nói nên lời, toàn cơ thượng sư nếu như không chịu buông tha cho anh, thì cứ để Khương Tuyết Dương rời khỏi đạo môn đi, dù sao cô ấy tuyệt nhiên sẽ không đứng yên nhìn anh bị giết đâu. Anh không cần lo lắng cho cô ấy. Cô ấy ở toàn chân bầy bố nhiều năm như thế, bên trong đã ẩn tàn không biết bao nhiêu cao thủ ma đạo, sau khi rời khỏi đạo môn cũng sẽ không phải là không còn đường nào để đi. Vậy còn em thì sao? Tôi hỏi, em sẽ ở lại đây, cùng hồ tộc Thanh Khâu chiến đấu đến chết. Thùy Họa, anh có một tâm nguyện, hy vọng trước khi rời đi em có thể thỏa mãn cho anh nhé. Nói đi, từ lúc biết em là một vị tướng tung hoành ngang dọc sát phạt quyết đoán, anh đã luôn tưởng tượng dáng vẻ em điểm binh trên xa trường, em có thể để anh nhìn thấy một lần không? Được, Thùy Họa đồng ý xong, liền lập tức sắp xếp việc điểm binh. Nửa ngày sau, tôi được Lưu Phong Vũ Diều đi tới chỗ thao trường luyện binh của Hồ Tộc Thanh Khâu. Hồ Tộc Thanh Khâu tuy có 3 vạn tộc nhân, nhưng thật sự có thể dùng để chiến đấu chỉ vỏn vẹn có một vạn ba ngàn người, mà một vạn ba ngàn người này phần lớn đều là cảnh giới thông linh và chân khí, cao thủ huyền quan chẳng được mấy người. Còn về cảnh giới nguyên thần chỉ mỗi mình Lưu Phong Viễn Sơn, Lưu Phong Viễn Sơn chính là lão già mặc thanh y lúc trước. Hồ Tộc Thanh Khâu ẩn cư quá lâu nên không biết rõ nội tình bên trong giã tiên, nhưng mà tôi và Thùy Họa lại hiểu rất rõ. Giã tiên nếu như khởi binh, quy mô nhỏ nhất cũng phải tầm 5 vạn. Mà sau khi tin tức Hồ Tam Thái gia bị Thùy Họa giết chết truyền ra bên ngoài, con số này chắc hẳn vẫn sẽ tăng gấp đôi. Bởi vì dựa vào mỗi tộc hồ gia của giã tiên đã có số lượng hơn mấy vạn người, mà bọn chúng khẳng định sẽ dốc hết toàn lực báo thù cho hồ tam thái gia. Đến lúc đó đại quân 10 vạn giã tiên đến xâm phạm hồ tộc Thanh Khâu, Thùy Hỏa có thiện chiến đến mấy, cũng không bảo vệ nổi hồ tộc Thanh Khâu. Cô ấy để tôi rời khỏi đây, bản thân lại mang trong lòng quyết tâm tử thủ muốn cùng tồn vong với hồ tộc. Hồ tộc Thanh Khâu tuy rằng yếu nhược, nhưng quân y chỉnh tề, sĩ khí dâng cao. Phần sĩ khí này một nửa đến từ quyết tâm tử chiến của chính hồ tộc Thanh Khâu, mặt khác lại đến từ sức mạnh cảm hóa của Thùy Hỏa. Trâm Ngôn đã nói qua, dưới tay tướng mạnh không có bình yếu, danh tướng tung hoành ngang dọc trên sa trường tự khắc mang lại vầng sáng vinh quang. Thời khắc này Thùy Họa mặc một thân quân trang, đứng trên điểm tướng đài, nhìn tư thế rất vai hùng hiên ngang, một bóng lưng liền có thể khiến tôi ghi sâu trong lòng đến suốt đời. Đỡ ta lên điểm tướng đài đi, tôi nói với Lưu Phong Vũ, quân trận có tà khí, thân thể người yếu ớt ta sợ người chịu không nổi đâu. Lưu Phong Vũ đáp lại, đỡ ta lên điểm tướng đài, tôi lặp lại lần nữa, lần này Lưu Phong Vũ không tiếp tục từ chối, dìu đỡ tôi từng bước tiến thẳng tới điểm tướng đài. Thùy Họa nhận thấy được động tính, ra hiệu tướng sĩ hồ tộc thanh khâu buông binh đao xuống bước lên điểm tướng đài lưu phong vũ lùi xuống tôi và thủy hỏa kề vai sánh bước bên nhau em bước xuống đi tôi nói với thủy hỏa tạ lan anh muốn làm gì vậy xuống đi tôi cũng dùng ngữ khí mệnh lệnh với thủy hỏa không hề lưu tình một chút nào thủy hỏa hơi mở miệng dường như muốn nói điều gì đó cuối cùng cũng không thốt nên lời giờ phút này trên điểm tướng đài chỉ còn lại một mình tôi đối diện với một vạn ba ngàn tướng sĩ hồ tộc thanh khâu ở bên dưới mà xung quanh điểm tướng đài, chỉ tập trung toàn bộ tộc nhân của hồ tộc Thanh Khâu. Tôi hít vào một hơi dài, ánh mắt lướt qua trên người mỗi tộc nhân hồ tộc Thanh Khâu ở thao trường. Đây đều là đệ tử ma đạo ta, ba ngàn năm trước như thế, ba ngàn năm sau vẫn không hề thay đổi. Hồ tộc Thanh Khâu không thể mất, tôi cũng không cho phép nó mất. Ngũ hành tùy ngã nhậm tâm du, tứ hải chúng sinh ra hữu duyên. Hùng quan mạn đạo chân như thiết, vô danh cung nội tận thiện ngôn. Đây là câu tiên tri đến từ chính ma đạo tổ sư, hiện giờ tôi đọc nó lên là đang muốn tuyên bố thân phận của tôi, ta chính là ma đạo tổ sư. chương 227, Băng Phong Hạp Cốc 1 Thiên địa hữu tình mới bạc đầu, nhân gian vô tình hóa bể dâu. Nếu thiên hạ thái bình, dân chúng an yên thì ma đạo cần gì phải tái xuất trở lại. Tôi thà sống ẩn giật cả đời, biến mất trước chúng sinh còn hơn. Đáng tiếc nhân gian vẫn chưa nổi phong ba thì chiến sự ở Hàn Hoang đã trỗi dậy. Ở đây chỉ có sức sống mãnh liệt của hồ tộc Thanh Khâu, yêu tộc ma đạo đã chịu đựng đến mức này, vậy mà giã tiên vẫn không từ bỏ. Nếu bọn chúng đã đến đánh, vậy thì đánh thôi. Ma đạo thương xót chúng sinh nhưng cũng biết đạo lý dừng chiến tranh bằng chiến tranh, dừng giết chóc bằng giết chóc. Lúc này, tôi thể hiện thân phận ma đạo tổ sư thì cũng tương đương với việc nói cho Thùy Họa biết, tôi sẽ không để cô ấy ở lại đây một mình. Ba vạn hồ tộc thanh khâu quỳ dạp xuống, tôi thẳng thắn đón nhận. Tạ Lan vốn chẳng có tài đức gì, nhưng danh phận ma đạo tổ sư của tôi đủ để nhận đại lễ khâu bái của họ sau khi trở về phòng ngủ thùy họa nói chuyện với tôi tình cảm vợ chồng ấm áp bao trùm cô ấy của lúc này đã thu lại quân uy chỉ còn lại sự dịu dàng dành cho người đàn ông trung tình thời gian của tôi không nhiều sau khi hiện rõ thân phận ma đạo tổ sư cô ấy cũng biết tôi không thể rời khỏi hàn hoang được nữa biết rõ đến hoàn hồn nhai sẽ phải chết nhưng ma đạo tổ sư vẫn phải đến nghênh chiến cho dù đối mặt với ngàn vạn người nhưng tôi cũng vẫn sẽ làm như vậy tạ lan cứ gì anh phải như vậy cả em và anh đều biết lúc này không phải lúc để ma đạo xuất hiện trở lại ma đạo tổ sư chết trận ở hoàn hồn nhai anh có được ký ức của phá quân phải biết cô ấy đã đau lòng thế nào tôi nói em biết ánh mắt của thùy hỏa thoáng qua nét đau đớn nếu em chết trận ở hàn hoang vậy thì anh sẽ đau lòng giống như cô ấy chắc hẳn em không muốn thấy anh đau lòng đúng không thùy hỏa im lặng giây lát mới nói được chúng ta cùng ở lại lúc tôi với thùy hỏa đang nói chuyện thì lưu phong viễn sơn đến thăm Lưu Phong Viễn Sơn nói, Hàn Hoang không chỉ có hồ tộc Thanh Khâu có khả năng thông linh thần thông, mà ở băng phong hạp cốc cách nơi đó hơn 200 dặm còn có một con hung thú là băng long. Con băng long này là hậu duệ của băng giáp giác ma long, trước đây, trong trận chiến ở Hàn Hoang, băng giáp giác ma long gặp nạn diệt tộc, chỉ để lại ở băng phong hạp cốc một quả trứng rồng. Trứng rồng thức tỉnh vào 500 năm trước, nay con băng long này đã bước vào thời kỳ trưởng thành, mang theo long uy có thể khiến muôn thú khiếp sợ, nếu có thể thu phục được thì chắc chắn sẽ phát huy tác dụng trong trận chiến với giã tiên. sao trước đây ngươi không nói chuyện này với ta? Thùy họa hỏi. Băng Long không gặp bất cứ sinh linh nào, tự ý xông vào băng phong hạp quốc chỉ có đường chết. người trong tộc chúng ta đã từng đến thăm hỏi nó, toàn bộ đều bị nó giết chết, không còn xương cốt. Lưu Phong Viễn Sơn nói. sức chiến đấu của nó thế nào? Mình mông như biển, sâu không thể dò, có tu vi của bán bộ thiên tôn. nếu vậy cho dù là ta đi thì cũng chưa chắc có thể hàng phục được nó thùy họa trầm ngâm một lúc mới lên tiếng lâm tướng quân không thể không đi lưu phong viễn sơn nói tại sao dã tiên đại quân lúc nào cũng có thể đánh chiếm hàn hoang con băng lòng đó khó thuần phục như vậy hiện giờ không phải lúc động vào nó thùy họa nói sức mạnh của nó có liên quan đến hung thú quý thủy trước đây chỉ có nó mới có thể trị khỏi vết thương của ma chủ hồ tộc thanh khâu ta sẵn sàng tham chiến để tương trợ nghe hắn nói vậy Tù Hỏa khẽ nhướng mày, dứt khoát quyết định đưa Hồ tộc Thanh Khâu đến Băng Phong Hạp Cốc. Trước đó Lưu Phong Viễn Sơn không nói là bởi vì kẻ địch lớn đang ở trước mắt, thật sự không nên gây thêm chuyện rắc rối với Băng Long. Nhưng hiện giờ khác rồi, từ sau khi biết tôi là Ma đạo tổ sư, điều bọn họ quan tâm hơn cả là tình trạng thương tích của tôi, bằng lòng dùng sinh tử tồn vong của cả tộc để đánh cược với con Băng Long ấy. Bởi vì, nếu Hồ tộc Thanh Khâu bị diệt thì vẫn còn vô số đệ tử Ma đạo trong thiên hạ nhưng nếu tôi chết rồi thì ma đạo sẽ chẳng còn ngày hưng thịnh trở lại lưu phong thiên tôn thà chết trong tay thiên đạo cũng muốn bảo vệ phá quân chính là vì không muốn để ma đạo hoàn toàn bị tiêu diệt điều này khiến tôi cảm thấy xúc động vô cùng không biết năm đó ma đạo tổ sư đã làm bao nhiêu chuyện mới có thể khiến cho hồ tộc thanh khâu sẵn sàng hy sinh thà diệt tộc cũng quyết không phản bội như thế sau này tôi mới biết hồ tộc thanh khâu là một trong những yêu tộc chịu tai họa nghiêm trọng nhất từ nhân tộc bởi vì sau khi hồ yêu thanh khâu hóa hình sẽ vô cùng tuấn tú xinh đẹp, những kẻ tu hành mà tâm thuật không đứng đắn rất thích bắt nữ tử hồ tộc Thanh Khâu về làm tỳ thiếp, nô lệ tình dục, hành hạ lăng nhục trăm bề. Nam tử hồ tộc thì bị bắt giết để lấy nội đan. Nếu không phải vì được ma đạo tổ sư truyền cho họ thuật pháp thần thông, đồng thời cũng cho họ tôn nghiêm bình đẳng với con người thì hồ tộc Thanh Khâu đã diệt tộc từ lâu rồi. Hồ tộc Thanh Khâu không nhìn thấy hy vọng trước trận chiến với giã Tiên, nếu băng long chịu quay lại ma đạo thì sẽ có ảnh hưởng to lớn đến tình hình trận chiến. Cho dù không phải vì anh, em cũng phải đi một chuyến tìm con băng long đó mới cam tâm. Sau khi Lưu Phong Viễn Sơn đi, Thùy Họa nói với tôi. chương 228, băng phong hạp cốc 2. Được, vậy anh đi cùng mọi người. Tôi nói, lần này đến băng phong hạp cốc, ngoài Lưu Phong Viễn Sơn ra thì chỉ đem theo 10 cao thủ huyền quan của hồ tộc Thanh Khâu. Tôi thì được một thiếu nữ hồ tộc chăm sóc, cùng ngồi trên chiếc tọa lang chiến xa. Sức sống ở hàn hoang ảm đạm mà điêu linh, hung thú có thể sinh tồn ở đây đều là loại cực kỳ hung mãnh tọa lang quy nghiêu độc giác mã giã tính khó thuần phục cũng không dễ bắt thiếu nữ kia là truyền nhân dòng chính của lưu phong thiên tôn tên là lưu phong sương ngài có muốn nhận ta làm đồ đệ không lưu phong sương hỏi tôi ta làm gì có tư cách ngài là ma đạo tổ sư đó trước đây lưu phong thiên tôn chính là đệ tử của ma đạo tổ sư nếu ngài nhận ta làm đồ đệ chưa biết chừng ta sẽ trở thành thiên tôn tiếp theo của hồ tộc thanh khâu thì sao ha ha người thấy ma đạo tổ sư nào yếu đuối như thế không tôi cười hỏi cô ấy chưa từng thấy nhưng vũ ca ca nói rồi ngài có mệnh thất sát trên người còn nắm giữ cờ chiêu hồn của ma đạo tương lai chắc chắn có thể trở thành một nhân vật lớn thần thông tương lai ư tôi vẫn còn có tương lai sao lòng tôi ảm đạm nhưng thấy ánh mắt lấp lánh dạng người của lưu phong sương sự chán nản trong tôi được quét sạch nhanh chóng đường dài đằng đẵng tạ lan tôi chỉ phải chịu vất vả nhất thời chút đau đớn này có là gì so với ma đạo tổ sư năm đó tôi nhớ đến ý chí của ngàn vạn anh linh đệ tử ma đạo trong cờ chiêu hồn họ chết rồi nhưng ý chí chiến đấu vẫn bất diệt sẵn sàng thể chết bảo vệ cờ chiêu hồn vậy tại sao tôi phải chán nản thở dài và tự thương hại mình chứ nghĩ đến đây đáy lòng tôi lại nhen nhóm lên ngọn lửa hăng hái hào hùng đi mãi cuối cùng chúng tôi cũng đến vùng lân cận của băng phong hạp cốc nhiệt độ nơi này rất thấp tuyết trắng mênh mông băng tuyết phủ đầy cành cây băng phong hạp cốc hẹp và sâu đứng ở lối vào nhìn vô bên trong chỉ thấy hai bên vách núi băng dựng đứng, thỉnh thoảng lại có những quả cầu tuyết lăn từ trên vách núi xuống. Ngoài ra, bên trong khe núi còn là một vùng yên lặng chết chóc đáng sợ, không có lấy một chút sức sống nào. Động của băng long nằm ở nơi sâu nhất trong cốc, từ lối vào sơn cốc phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đi đến nơi. Tuyết ở nơi này dày đặc có thể vùi người, còn ẩn chứa vô số nguy hiểm. Lâm tướng quân, ta đi vào dụ con băng long ra nhé." Lưu Phong Viễn Sơn nói hắn là cao nhân ở cảnh giới nguyên thần, có khả năng di chuyển nhanh chóng bất kể địa hình. Không cần ngươi vào, ta có cách ép nó phải ra đây. Các ngươi bày sẵn trận pháp, bảo vệ cho ma đạo tổ sư. Nói xong, Thùy Hỏa đi về phía trước khoảng hơn 10 trượng, rút đao chân yêu ra, chém thẳng vào nơi sâu nhất trong cốc. Đao ý như rồng, nhanh chóng chuyển đến đáy cốc, hai bên vách núi băng vỡ tan, tuyết trắng bay mù mịt, chấn động đất trời. Hoa tuyết che khuất tầm nhìn nhưng không thể che giấu được tiếng vọng xuất phát từ đáy cốc tiếng động ầm ầm không ngừng truyền đến. Giây lát sau, tiếng gầm thét của một con rồng lớn vang đến chân trời. Long uy cuồn cuộn, khiến mây trời vần vũ biến đổi. Ngay sau đó, một luồng uy lực thần niệm mạnh mẽ tràn ra khỏi cốc như vũ báo, sát ý, nội ý và long uy hợp lại thành một, uy lực thần niệm của băng long không hề kém cạnh so với hồ tam thái gia của đại miếu. May mà thùy họa hiện giờ cũng không còn là thùy họa trước kia nữa, sau khi lên hàng tướng, Tuy rằng thực lực của cô ấy không tăng vọt nhưng chiến ý quân uy cũng đủ để sánh ngang với Băng Long. Lát sau, tôi nhìn thấy một quả cầu tuyết lớn di chuyển rất nhanh từ đáy cốc về phía chúng tôi. Đợi đến khi đến gần phạm vi đao ý của Thủy Hỏa đang bao trùm, quả cầu tuyết lập tức dừng lại. Tiếp đó là tiếng nổ chấn động, một con quái thú dài hơn 10 trượng, thân to năm sáu thước, hình rồng, trên lưng có hai cánh bay ra từ trong cầu tuyết. Hàn Băng làm vảy, toàn thân màu xanh lam nhạt, đầu rồng có một chiếc sừng dài khoảng 5 thước chiếc sừng nhọn hoắt sắc bén, khiến người ta sợ hãi. Trong hang cửu long hôm đó tôi chỉ nhìn thấy có xác rồng không đầu, lần này đã được nhìn thấy một con rồng khổng lồ hoàn chỉnh rồi. Tuy băng giáp xác ma long là dị loại của long tộc nhưng cũng có được uy lực của long tộc. Vừa xuất hiện đã khiến cho trận pháp của hồ tộc thanh khâu loạn lên. Long uy áp chế được tất cả yêu tộc trong thiên hạ, bởi vì rồng vốn đứng đầu trong chuỗi thức ăn. Tuy rằng hồ tộc thanh khâu đã hóa thành hình người nhưng trong cơ thể vẫn còn sót lại yêu tính, vẫn có nỗi sợ thiên bẩm đối với Long Uy. Long Uy đè ép thần thức, ngoài Thùy Hỏa và Lưu Phong Viễn Sơn ở cảnh giới nguyên thần là không chịu ảnh hưởng ra thì những người khác đều tái mặt. Tôi cũng phải chịu sự tấn công của Long Uy, cơ thể vốn đang bị thương nặng, tâm thần trao đảo suýt chút nữa thì ngất đi. chương 229, Băng Long Ngạo hẳn một Nhìn thấy là người của Hồ Tộc Thanh Khâu, còn băng long này bộc phát nội ý, sát ý tràn đầy trong thần uy. Nhưng mà rất nhanh lực chú ý của nó toàn bộ đã chuyển lên người Thùy Họa, bởi vì lúc này chiến ý của cô ấy đã nâng lên tột đỉnh. Nửa bước thiên tôn nhất niệm sát nhân, mà thùy họa sau khi bái tướng cũng như thế. Băng giáp giác ma lòng tính cách hung bạo, một khi tức giận thì không chết sẽ không ngừng, trước đây ở Hàn Hoang chính là điều cấm kỵ đối với mọi sinh linh. Do đó trước khi đàm phán với nó, không thể thiếu một trận ác chiến. Ngay sau đó hồ tộc thanh khâu bảo vệ tôi nhanh chóng lùi về phía sau, để lại chiến trường cho Thùy Hỏa và Băng Long. Thùy Hỏa kiểm soát tiên thiên canh kim, mà hậu duệ của băng giáp giác ma long lại kiểm soát tiên thiên quý thủy ngũ hành sinh khắc kim chìm trong thủy băng long tiên thiên khắc chế thủy hỏa ngươi là người nào băng long hỏi tướng sát phạt của ma đạo lâm thủy hỏa ma đạo cư nhiên vẫn còn người dám ở trước mặt ta nhắc đến ma đạo gầm băng long một lần nữa bị chọc giận ngang nhiên gào thét há miệng phả một đạo băng xương hàn chiều về phía thủy hỏa bên trong hàn chiều sóng tuyết cuồn cuộn che trời dập đất chứa đựng tiên thiên quý thủy cùng chân long tà khí sinh linh bình thường nếu tiếp xúc sẽ chết, khí huyết sẽ bị đông kết hết. Khi xưa trong đại chiến hàn hoang, chính băng giáp giác ma long đã dùng băng xương hàn chiều vây nhốt pháp thân của vị thiên tôn kia của nhân đạo, sau đó thiết giáp khai minh thần hóa nguyên thần hóa thành tiên tiên ly hỏa thiêu cháy nguyên thần, thủy hỏa tương thế cuối cùng mới tìm được cơ hội cùng vị thiên tôn kia đồng quy vô tận. Đao ý của thủy hỏa cũng bộc phá ngay thời khắc này, liên tiếp chém ra 10 nhát đao, mới chém nứt hàn chiều. Theo dòng chảy trận quyết chiến giữa hai bên, sát ý dâng trào, dường như đến băng phong hạp gốc cũng không chịu đựng nổi trong chốc lát sóng tuyết ngút trời đỉnh băng vỡ vụn núi đá cuồn cuộn rơi xuống tuyết bay ngập trời chúng tôi lùi rồi lại lùi cho đến khi lùi được trăm trượng đủ để mọi người có thể cảm nhận được sát ý châm chích ra thịt lâm tướng quân thật là lợi hại lưu phong sương nhìn vào trận giao tranh giữa hai bên với đôi mắt rực lửa nói phá quân là tướng sát phạt của ma đạo đương nhiên là lợi hại rồi lưu phong vô ở bên cạnh đáp Đáng tiếc là Lâm Tướng Quân vẫn không cách nào sử dụng thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết, băng long này tu hành 500 năm, mượn sức mạnh huyết mạch hàn băng của băng giáp giác ma long kích hoạt tiên thiên quý thủy, chính là khắc tinh của đao pháp canh kim của Lâm Tướng Quân. Lưu Phong Viễn Sơn nói, nếu nói như vậy, Lâm Tướng Quân không phải là đối thủ của con băng long kia sao? Lưu Phong vỗ thắc mắc, không thể nói trước thắng bại được, Lưu Phong Viễn Sơn đáp, tuy Lưu Phong Viễn Sơn không có tự tin về chiến thắng của Thủy Họa, nhưng tôi lại không hề lo lắng quá nhiều về cô ấy. nếu chỉ phân thắng bại, người chiến thắng cuối cùng nhất định sẽ là Thùy hỏa nhìn băng lòng trước mắt thần uy ngập tràn, luận về đạo hành thật sự tuyệt đối không vượt qua Hồ Tam Thái gia trong Đại Miếu. phá quân là tướng trăm trận, trận sau lại càng mạnh hơn trận trước. sau khi Thùy Họa chém chết Hồ Tam Thái gia, tâm cảnh càng thêm ổn định. sau khi được tôi bái tướng, khí thiên thiên canh kim có thể sử dụng cũng nhiều hơn và thuần túy hơn so với trước nay. ngũ hành sinh khắc không phải là giả nhưng trong một trận chiến thật sự, ai mạnh ai yếu còn cần phải xem độ thâm sâu của tu vi mỗi người. Cái gọi là ly hỏa nấu vàng, kỳ cóp cho cọp ăn, ngũ hành sinh khác trong trận chiến thiên biến vạn hóa có thể tùy lúc mà đảo ngược tình thế. Huống chi, nếu luận về sức mạnh của quý thủy, trong thiên hạ còn có nơi nào phong phú rồi rào hơn sông Vong Xuyên ở âm ti, đao lưỡng đoạn của ma đạo hộ pháp thiên tôn đến cả sông Vong Xuyên đều có thể chặt đứt hết. Quả nhiên, thế cục trận chiến bắt đầu đảo ngược rồi. Cùng với sự khuếch đại đao ý của thủy hỏa toàn bộ băng phong hạp cốc đều bị bao phủ bởi ánh sáng của đao chân yêu. Mà băng xương hàn chiều của băng long chỉ chiếm thế thượng phong ở đầu trận chiến, đến khi thủy hỏa chém giết đổ máu, thì không còn cách nào ngăn chặn nữa. Lúc này, băng long chỉ có thể dựa vào thân xác dũng mãnh của mình để cận chiến với thủy hỏa mà thôi, băng giáp tuy rằng dày và nặng, nhưng đáng tiếc lại gặp phải đao chân yêu vốn được mệnh danh là có thể chảm tất cả yêu ma. Cứ mỗi lần ánh sáng của thanh đao tăng giảm, liền có một mảnh hàn băng long giáp hình dạng như chiếc xe vỡ tan, Mặc dù băng long phẫn nộ gầm liên tục, nhưng tiếng sau lại yếu hơn tiếng trước. Còn Thùy Hòa tuy không thốt nên lời nào, chiến ý lại luôn không ngừng tăng cao. Cuối cùng, băng long bắt đầu dùng đến con át chủ bài của bản thân. Chiếc sừng trên đầu ẩn hiện ánh sáng đầy màu sắc, ánh sáng này làm động lòng người, hồ loạn tâm trí, đau ý của Thùy Họa lập tức suy yếu. Chính vào lúc này, băng long gầm một tiếng, hướng chiếc sừng về phía Thùy Hòa, lao qua nhanh như chớp thủ đoạn tấn công mạnh nhất của băng giáp giác ma long chính là chiếc sừng trên đầu nó, bất khả chiến bại. Người ta nói ở thời đại hồng hoang đã từng có một vị thần có ý đồ thống trị hàn hoang, khi thuần hóa băng giáp giác ma long, đã bị sừng của thủy tổ băng giáp giác ma long toàn lực tấn công, thần thể nổ tung, chỉ còn sót lại một sợi tàn hồn. Tuy rằng thủy họa sát thân hóa thánh, nhưng chỉ với cảnh giới hiện tại của cô ấy tuyệt đối không thể chống lại toàn lực công kích của băng giáp giác ma long. Ngay lúc này, Thùy Họa cầm đao chân yêu trong tay xoay chuyển nó với tốc độ nhanh, đến khi đao quang một lần nữa không thể nhìn thấy rõ được, đột một buông tay, đao chân yêu hóa thành một chùm ánh sáng hướng thẳng lên trời. Đồng thời lúc này, cả người Thùy hỏa cũng nắm chặt cán dao và biến mất tại chỗ. Băng Long một kích không chúng, phẫn nộ đã tăng lên một bậc. Đuôi rồng đập mạnh xuống mặt đất, thân thể to lớn vô song xé không bay lên bầu trời. Tuy nhiên, Thùy Họa sớm đã cùng với đao chân yêu mất hút trong gió mây rồi băng long vòng vèo trên không chung một lúc, cạn kiệt lực đạo lại nặng nề rơi trở lại mặt đất. chương 230, băng long ngạo hẳn hai, Không tìm thấy thủy hỏa, nó bèn phát tiết phẫn nộ lên người chúng tôi, phóng về phía bọn tôi nhanh như trước. Lưu phong viễn sơn tay cầm loan đao xung phong tiến lên trước, những người còn lại thuộc hồ tộc thanh khâu cũng lần lượt rút đao nghênh chiến. Thực lực cách biệt, rất nhanh đã bị băng long liên tục đả thương, người ngã ngựa đổ. Sương Nhi, nhanh chóng đưa ma chủ rời khỏi đây đi lưu phong viễn sơn lớn tiếng nói không cần đâu thùy hỏa quay lại rồi tôi nói từ sau khi thùy hỏa phi thiên tôi không ngừng nhìn lên trời cao lúc này trên bầu trời những tầng mây đã bị xé toạc một luồng bạch quang từ đỉnh cao nhất của bầu trời đang bay đến cực nhanh đao ý mạnh mẽ canh kim nồng đậm cả hai điều này trước giờ tôi chưa từng thấy qua băng long bây giờ ngươi dừng tay thì vẫn còn một sợi sinh cơ một đao này ngươi không tiếp nổi đâu bọn ta đến vốn không phải để mưu hại sinh mạng của ngươi Tôi nói với băng long, băng long lúc này cũng đã nhận thấy được tử ý, cặp long nhãn cực đại lộ ra vài phần khiếp sợ, tuy nhiên vài phần khiếp sợ đó rất nhanh đã hóa hung ác. Nó cản không được một đao này của thủy họa, nhưng nó cũng không có ý định đầu hàng. Nó gầm lên một tiếng, tăng tốc tiến về phía tôi. Người của hồ tộc Thanh Khâu không màng sinh tử ngăn chặn sát cơ cho tôi, nó có thể thấy được tôi mới là người quan trọng nhất. Trong nháy mắt, nó đã tiến đến trước mặt tôi không đợi người của hồ tộc thanh khâu đến bảo vệ tôi nó đã đem tôi nắm chặt trong tay bộ vuốt sông khổng lồ kịch liệt giam chặt cơ thể tôi sinh tử của tôi toàn bộ đều phụ thuộc vào nó tôi vừa bị bắt lấy đao của thùy hỏa cuối cùng cũng vừa hay rơi xuống lơ lửng trên đầu băng long ngươi giết ta ta sẽ giết chết hắn băng long nói sinh linh trên thiên hạ người đều có thể giết chỉ duy nhất anh ta là ngươi không thể giết thùy hạ thu đao nhẹ nhàng đáp xuống đất tại sao bởi vì anh ta là ma đạo tổ sư, ma đạo tổ sư, người ta muốn giết chính là ma đạo tổ sư đó. Nếu không phải hắn tự đến tộc của ta truyền đạo, tộc băng giáp giác ma long bọn ta sao có thể chỉ còn sót lại một mình ta cơ chứ? Kỷ nguyên hỗn loạn kết thúc, tứ độc long vương vì bảo vệ huyết thống thuần túy của long tộc đã liên thủ thanh toán những long tộc dị loài, băng long giáp giác ma long hàn hoang phải chịu sự diệt tộc. Vừa hay ma đạo tổ sư đến hàn hoang truyền đạo, lúc đó ông ấy chỉ mới vừa mượn kiếm nhập đạo, dựa vào một thanh kiếm vô danh mà huyết chiến với tứ độc long thần ba ngày ba đêm mới có thể giữ lại tộc băng giáp giác ma long. Tứ độc long thần ai ai cũng là nửa bước thiên tôn, mà đạo tổ sư mới vừa mượn kiếm nhập đạo làm sao có thể đánh lại bọn họ chứ. Ha ha, lúc đó mà đạo tổ sư thật sự không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng người đừng quên hàn hoang có bao nhiêu yêu tộc cảm động ân tình của ông ấy, đã nguyện ý cùng ông ấy liều mình chiến đấu. Trước khi băng giáp giác ma long gia nhập ma đạo, bọn chúng tính cách hung tàn, tàn bạo khát máu, Yêu tộc Hàn Hoang căn bản đối với bọn chúng không có nửa phần hào cảm. Nhưng những yêu tộc đó sau khi nhận ơn truyền pháp của ma đạo tổ sư, không đành lòng nhìn ông ấy chảy dù chỉ là một giọt máu. Băng giáp giác ma lòng nghe đến đây, thần tình bối rối. Hắn hận ma đạo, là bởi vì nếu không phải ma đạo khơi ra cuộc chiến Hàn Hoang, người của tộc hắn cũng không bị nhân tiên hai đạo đuổi cùng giết tận. Nhưng mà hắn lại không biết, nếu như không có ma đạo tổ sư ra tay tương trợ, đến hắn cũng không thể có mặt trên thế giới này im lặng hồi lâu, băng long thả tôi ra. Sau đó cơ thể to lớn của nó bắt đầu bị một lớp hàn băng bao phủ, đợi đến khi hàn băng tan hết, băng long đã hóa thành một nam nhân mặc đồ xanh với dáng người vạm vỡ và nét mặt lãnh đạm. Sau khi hóa thành hình người, băng long khẽ cúi người hành lễ với tôi, không đợi tôi đáp lễ cậu ta đã đứng thẳng người dậy. Ngạo hàn, trong cơ thể ma chủ có một sợi tiên thiên ly hỏa làm tổn hại sinh cơ, từ đầu đến cuối vẫn không cách nào hóa giải được, vẫn là nhờ ngươi ra tay giúp đỡ. Thùy họa nói. Được, sau khi Ngạo Hàn dùng lòng bàn tay giữ lưng tôi, mượn thần niệm khóa thiên thiên ly hỏa của Hồ Tam Thái gia, phân ra khí tiên thiên quý thủy tương ứng để hóa giải hoàn toàn. Sau khi thủy hỏa tương xung đồng thời triệt tiêu lẫn nhau, tôi cuối cùng cũng không cần phải chịu đựng cảm giác bị thiêu đốt nữa rồi, những thương thích còn lại ngọn gió hồi phục có thể từ từ chữa lành. Lúc thực hiện xong hết, chúng tôi liền cáo biệt Ngạo Hàn, từ đầu đến cuối cũng không hề đề cập đến việc nhờ cậu ta ra tay chiến đấu với Dã Tiên. Trên đường trở về, Lưu Phong vũ hỏi Thùy Hỏa tại sao không mời Ngạo Hàn tham chiến. Không phải yêu tộc nào cũng đều trọng tình như hồ tộc Thanh Khâu, huống chi ân tình mà băng giáp giác ma long nợ ma đạo tổ sư đã được trả hết trong trận chiến hàn hoang năm đó rồi, lần này có thể giúp tạ lan hóa giải tiên thiên ly hỏa thì chúng ta tính là nợ cậu ấy. Thùy Hỏa nói, còn có một điểm mà Thùy Hỏa không nói, việc giã tiên xâm phạm hàn hoang lần này cực lớn, Ngạo Hàn không thể không biết. Thời điểm chúng tôi tiết lộ danh sương ma đạo đến băng phong hạp gốc, cậu ta đã đoán ra mục đích của chúng tôi khi đến rồi. Cậu ta không bày tỏ thái độ, chúng tôi hà tất phải cưỡng cầu. Phật như xưa, người đã khác, tôi không phải là ma đạo tổ sư năm đó, đệ tử cũng không còn là đệ tử năm đó nữa rồi. Ba ngày sau, đại quân giã tiên xuất động, liếu như thị làm binh mã đại nguyên soái thường nhị lang tiên phong, thống lĩnh bảy vạn yêu tộc sát nhập hàn hoang. chương 231, xác thân hóa thánh 1. Việc của ngạo hàn tôi không thể nói gì nhiều, mà rất lâu sau đó, khi tôi gặp lại bạch lão quỷ, tôi mới hiểu sở dĩ ông ấy luôn bị nhốt trong thành chết oan không phải là vì ông ấy vô năng, mà là trong thành chết oan, số lượng đệ tử Niết Bàn của ma đạo ít hơn nhiều so với dự tính. Niết Bàn không phải sống cũng không phải chết, nguyên thần không còn, ý thức vẫn tồn tại gọi là Niết Bàn. 3.000 năm thời đại mạt Pháp, cho dù đệ tử ma đạo chỉ thuộc cảnh giới huyền quan, nhưng cũng không phải âm binh quỷ tướng có thể vây khốn được. Đáng tiếc là số lượng đệ tử Niết Bàn ma đạo ít hơn nhiều so với ước tính của chúng tôi. Đa số mọi người vì không còn nhìn thấy hy vọng một ngày ma đạo sẽ phục hưng mà lựa chọn rời khỏi thành chết oan, bước lên cầu nại hà, mưu cầu chuyển sinh luân hồi trở lại làm người. Thành chết oan tuy không khốn khổ như 18 tầng địa ngục nhưng cũng không phải là nơi tốt lành, không phải ai cũng có thể chịu đựng cảnh cô tịch ngàn năm. Nạp Lan Tính Đức có một câu thơ rất hay, đảng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dị biến. Dịch nghĩa là, người xưa nỡ đổi lòng đành, lại than nhân thế sao nhanh đổi rời. Trận chiến đàm cửu long, mặc dù người âm trong thiên hạ đến không ít nhưng đến một người có thể chiến đấu cũng không có từ đầu đến cuối đều là thùy họa một mình chiến đấu với toàn bộ phủ thiên sư là do ma đạo của tôi thật sự không có ai sao sợ là người trông chờ thì nhiều sẵn sàng lấy thân bảo vệ đạo thì ít thôi ma đạo tổ sư cảm thiên động địa lục đạo thuần phục mà ma đạo tổ sư tôi đây thật sự không làm được cũng tốt thôi bất luận thế đạo thay đổi ra sao sát phá lang tam tinh mãi mãi sẽ không dạn nứt tôi và thùy họa có tình cảm vợ chồng với Khương Tuyết Dương có nghĩa thầy trò. Chỉ cần chúng tôi ba người còn sống tốt, mà đạo sẽ có hy vọng, huống hồ cũng không phải tất cả mọi người đều giống như Ngạo Hàn, mặc dù Hồ tộc Thanh Khâu sắp phải đối mặt với sự diệt tộc, nhưng tôi cũng không thấy trong mắt họ một tí do dự nào. Có những sự đau khổ không phải là vô ích, tôi bị tiên thiên ly hỏa dày vào nhiều ngày như vậy, toàn bộ kinh mạch gần như bị hủy hoại hoàn toàn, thế nhưng sau khi Ngạo Hàn đã dùng tiên thiên quý thủy bài trừ ly hỏa, thân xác của tôi đang phục hồi nhanh hơn tôi mong đợi. Thủy hỏa tuy bất dung hòa, nhưng dưới sự trung hòa của gió phục hồi, đã hóa thành một trạng thái cân bằng tinh tế. Giống như thái cực đồ, trong âm có dương, trong dương có âm. Tiên thiên ly hỏa và tiên thiên quý thủy bên trong cơ thể tôi không triệt để triệt tiêu nhau, mà đến cuối cùng đã hoàn toàn hóa thành âm dương nhị khí. Quý thủy thuộc âm, ly hỏa thuộc dương, sau khi hai đạo khí thức này toàn bộ hóa thành âm dương nhị khí, không những tất cả thương tích của tôi được hồi phục, thân xác cũng càng thêm dũng mãnh, sinh cơ cuồn cuộn dâng trào như biển cả ba ngày sau tôi ra khỏi phòng thùy họa nhìn thấy tôi đầu tiên là sửng sốt trong giây lát sau đó khóe miệng cong lên một nụ cười động lòng người cô ấy nói tạ lan bây giờ thì anh và em giống nhau rồi cái gì cơ tôi không hiểu ý cô ấy anh đã xác thân hóa thánh rồi thùy họa đáp nhưng mà anh có gì thay đổi đáng ngạc nhiên đâu đồ ngốc xác thân hóa thánh không phải là kim cang không bị hủy hoại vẫn bị thương vẫn có thể chết vẫn già đi nhưng chẳng qua thể chất săn chắc và bền bỉ hơn bình thường thay đổi lớn nhất là ở chỗ sinh cơ đột phá cả những xiềng xích không cùng của người phàm. Sinh cơ của con người đều tồn tại những điều ràng buộc, giống như trình độ khai phá của đại não vậy. Khoa học cho rằng đại não của đại đa số con người chỉ khai phá được nhiều nhất 20%, đến cả Einstein cũng chỉ khai phá không quá 23%. Sinh cơ của con người cũng như vậy, sau khi xác thân hóa thánh thì có thể trực tiếp khai phá đến 100%. Nhưng cứ cho là khai phá đến 100% rồi đi, nhưng vẫn là thân thể của con người, không phải là thể phách của thần tiên mà kim cang không bị hủy loại thể phách đó cảnh giới thiên tôn mới có được thiên tôn kiểm soát pháp quy đại đạo hoàn chỉnh có thể lấy thân hợp đạo gọi là đạo thể lời của thùy họa làm tôi suy nghĩ rất lâu sau đó tôi tự mình lên đỉnh núi bắt đầu ngự sử thất sát kiếm một mạch thi triển toàn bộ năm kiếm đầu cũng không cảm thấy sốt ruột gì thậm chí còn cảm thấy tay nghề điêu luyện tiếp theo tôi bắt đầu thử nghiệm kiếm thứ sáu kiếm thứ năm tên gọi là hậu hội vô kỳ kiếm thứ sáu này bèn gọi là tử đắc kỳ sở tức là cái chết có ý nghĩa. Sở dĩ tôi đặt hai cái tên như vậy là do lấy cảm hứng từ một kiếm khách Nam Tống, chủ thế Hào mang kiếm tổng quân. Những năm cuối triều đại Bắc Tống, kim quân xâm lược, nước nát nhà tan, đạo môn không cứu thế, liền có những anh hào võ đạo đến từ khắp mọi miền ra Bắc đánh giặc. Lúc chu thế hào xuất trinh, vợ ông biết không thể khuyên ngăn ông, đã nói với ông ấy một câu, nếu như hậu hội vô kỳ tức là sau này không gặp lại chúc anh từ đắc kỳ sở tức là hy sinh có ý nghĩa. Sau này, chủ thế hào thống lĩnh quân đội, trước khi kiếm gãy thân tử không biết đã chém giết bao nhiêu kim binh. Đáng tiếc là ông ấy xuất thân giang hồ, sau khi chết cũng không được lưu tên trong chính sử, tôi cũng là lúc tìm xem tài liệu về Nam Tống Võ đang kiếm pháp mới biết được câu chuyện của ông ấy. Thi triển ra từ đắc kỳ sở, kiếm khí như cầu vồng, ánh sáng xa vài trường. Đây mới chỉ là cảnh giới luyện tập, bởi vì sát ý không đủ, kiếm khí khi luyện tập hoàn toàn không cường đại như trong thực chiến. Hơn nữa, thứ tôi tiêu hao không phải là sinh cơ, mà là thể lực. Thể lực là thể hiện bên ngoài của sinh cơ, không phải là bản chất sinh cơ. Sinh cơ càng mạnh, thể lực cũng càng mạnh, cho dù như vậy, uy lực của kiếm thứ sáu này đã vượt xa tưởng tượng của tôi. chương 232, Sát thân hóa thánh 2 Chúng tôi có thần thuận rời núi, nhưng một kiếm chảm trừ này của tôi, một nửa ngọn núi đã bị chém vỡ đồng thời cơ thể của tôi cũng cạn kiệt thể lực trực tiếp gục xuống quỳ trên đất thảo nào kiếm thứ sáu sau khi xác thân hóa thánh mới có thể thi triển nếu như là trước đây trong thực chiến dựa vào sát tâm mà thi triển ra một kiếm này thì tôi nhất định sẽ chết không dám thử kiếm thứ bảy cũng không thể thi triển xác thân có hóa thánh cũng không được e rằng đợi đến khi tôi mượn kiếm nhập đạo mới có thể thử nghiệm xác thân hóa thánh không chỉ đại biểu cho sinh cơ đột phá xiềng xích của người phàm đồng thời năng lực tiếp nhận thuật pháp ngũ hành cũng trở nên mạnh hơn Tôi của hiện đại cho dù đối đầu với cao thủ hợp đạo đi chăng nữa, cũng có cơ hội xuất kiếm đó. Nửa bước Thiên Tôn một ý niệm có thể giết người, nhưng nhất định không thể giết nổi tôi. Bởi vì sau khi xác thân hóa thánh, thần thức cũng theo đó mà tăng cường, không giống như trước đây bị nguyên thần cưỡng ép, lúc nào cũng bị động. Mang theo kiếm xuống núi, tôi vô cùng kiêu hãnh, tôi hiện tại có thể đối đầu với cao thủ hợp đạo, còn cô ấy có thể chém chết nửa bước Thiên Tôn. So với khi xưa, lúc Thành Thải Vân đối mặt với việc bị yêu ma xâm chiếm, tôi chỉ kém một phần mượn kiếm nhập đạo mà thùy họa dựa vào cơ thể âm linh xác thân hóa thánh chiến lực cường mạnh đã gần như sánh bằng với phá quân lúc đó rồi có tôi và thùy họa ở đây lại thêm cao thủ hồ tộc thanh khâu bảy vạn dã tiên có đến đi chăng nữa thì đã sao cũng là tử chiến mà thôi thùy họa ở đường xuống núi đợi tôi thấy tôi cô ấy hỏi có phải tôi đã hiểu ra rồi không ừm tôi gật gật đầu đầu tiên là tôi bị long mạch nguyên lực phạt thể sau đó lại được phong thần ban cho ngọn gió phục hồi sau khi Thái Cổ Nguyệt Ma rơi xuống lại để lại trong huyền quan của tôi sức mạnh Nguyệt Hoa, vốn dĩ còn kém một xác thân hóa thánh một chút, mà lần thủy hỏa tương tế này, vừa hay lại là cú đẩy cuối cùng. Tuy có thể được tính là cơ duyên, nhưng cũng là chuyện nước chảy thành sông thôi. Xác thân hóa thành chỉ là bước đầu tiên, nếu như không thể mượn kiếm nhập đạo, mà đạo tổ sư anh sẽ phải giấu đầu lòi đuôi cả đời đó. Hiện tại, biết tôi là ma đạo tổ sư ngoài Thùy Hỏa, Hồ tộc Thanh Khâu, cũng như ngạo Hàn gia, những người còn lại vẫn chưa biết nhưng mà rất nhanh Giá Tiên sẽ biết thôi. Sau khi Giá Tiên biết, sẽ sớm lan rộng khắp thiên hạ. Đến lúc đối mặt với áp lực từ thiên hạ đạo môn, còn có sự truy giết của Âm Ti, tôi thật sự muốn làm lại chuyện giấu đầu lòi đuôi cả đời luôn đó. Tất nhiên không thể quay trở về toàn chân giáo, còn Khương Tuyết Dương cũng nhất định sẽ bị tôi liên lụy. Cô ấy là sư phụ của tôi, dạy ra một đệ tử là ma đạo tổ sư, tội danh này không thể rửa sạch. Ngược lại tôi không lo lắng về cô ấy bởi vì từ lúc cô ấy bắt đầu để tôi xuất quan tìm Thùy Họa, cô ấy luôn chuẩn bị sẵn sàng tách khỏi đạo môn bất cứ lúc nào. Điều tôi bận tâm là người của tiên đạo, đạo môn hiện tại là đạo môn của nhân đạo, tạ Lưu Vân không xuất hiện thì không ai có thể làm gì được Khương Tuyết Dương. Nhưng nếu như cao thủ tiên đạo muốn xuất thế, Khương Tuyết Dương sẽ gặp nguy hiểm. Tôi và Thùy Họa vẫn có thể ẩn nấp ở Hàn Hoang, cô ấy ở Trung Nam, nhất cử nhất động đều bị người khác theo dõi, muốn thoát khỏi vòng vây thật không dễ. Em ở đây mong thấy được kiếm ý thất sát kiếm của anh, đợi đến khi anh mượn kiếm nhập đạo, e là đến em cũng phải dùng đến thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết để ngăn chặn đó. Nói đến tu vi của tôi, trên mặt Thùy Họa lộ sự vui vẻ, mà nhắc đến đại quân giã tiên lần này, cô ấy lại mang thần sắc ngưng trọng. Theo tin tình báo mới nhất, đại quân giã tiên cách tộc địa hồ tộc Thanh Khâu chỉ có 300 dặm. Nếu như hành quân toàn tốc, đến tối nay có thể giết đến dưới núi Thanh Khâu. Trong thành Thanh Khâu, toàn dân nghiêm chỉnh, trong phòng nghị sự lặng ngắt như tờ. Hồ tộc Thanh Khâu chỉ có một vạn ba nghìn binh lực, mà giã tiên có đến bảy vạn người. Đầu tiên không nói đến sự khác biệt về binh lực, cảnh giới tu vi cũng kém hơn quá nhiều. Mười người đứng đầu trong giã tiên đều là cảnh giới hợp đạo, còn lại là nguyên thần. Còn trong hồ tộc Thanh Khâu chỉ có một mình Thùy Họa là cảnh giới hợp đạo, cũng chỉ có một vị lưu phong viễn sơn là nguyên thần. Binh lực bất đối xứng, cao thủ tranh lệch rõ ràng, một trận này đánh như thế nào cũng thua trước đây hồ tộc thanh khâu còn có thủy hòa tăng cường chiến ý nhưng mà hiện tại khi tình huống quân sự cụ thể đến chiến ý của họ đã hoàn toàn biến mất rồi lâm tướng quân hồ tộc thanh khâu số kiếp đã định vẫn là mong người bảo vệ đạo tổ rời khỏi đây thôi lưu phong viễn sơn là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng ta sẽ không đi đâu hết từ trước đến nay không hề có phá quân chưa đánh đã chạy thùy họa nói vẫn xin lâm tướng quân lấy đạo tổ làm trọng đạo tổ cũng sẽ không đi đâu các người không cần nói nhiều nữa ta chỉ muốn hỏi một câu, Thành Thanh Khâu có nguyện ý làm Thành Thải Vân thứ hai không? Lúc trước khi Thành Thải Vân đối mặt với sự xâm chiếm của yêu ma, toàn dân là lính, trong thành cư dân thả chết chứ không tháo chạy, nếu không phải như thế, chỉ dựa vào một mình phá quân chắc chắn không thể chống đỡ được đến khi ma đạo tổ sư đến giúp. Xin thề sống chết cùng Thành Thanh Khâu, Lưu Phong Viễn Sơn đứng dậy kiên quyết nói, theo sau lời thề của ông ấy, một loạt âm thanh phản ứng nối tiếp. Xin thề sống chết cùng Thành Thanh Khâu. Xin thề sống chết cùng thành Thanh Khâu, cuối cùng câu nói ấy lan truyền rộng khắp thành Thanh Khâu, lan rộng khắp tứ phương tám hướng. Tốt, nếu như mọi người nguyện ý như vậy, ta chính là phá quân năm ấy, mà anh ấy cũng chính là ma đạo tổ sư ngày đó. Sẵn sàng, Ninh Địch, chương 233, phá không nhi lai một Đêm khuya, trăng mờ tối sao thưa thớt, giã Tiên vội vã báo thù cho Hồ Tam Thái gia, ngày đêm hành quân, đã đến được bên ngoài núi Thanh Khâu trăm dặm đứng trên thành trì đã mơ hồ có thể nhìn thấy mấy kẻ do thám của mỹ tiên yêu tộc bọn chúng hóa thành kền kền lượn vòng trên bầu trời điều tra cách bố trí quân lực trong thành hồ tộc thanh khâu tổng cộng cũng chỉ một vạn ba ngàn binh lực thủ không được cả ngọn núi thanh khâu chỉ có thể dùng để thủ thành trong thành có rất nhiều hồ tộc không thiện chiến thậm chí còn có rất nhiều kẻ đến bản lĩnh hóa hình thành người cũng không có nếu không phải tình thế cấp bách tuyệt đối không thể phát động chiến tranh với giã tiên thành thải vân năm đó tuy rằng giành được thắng lợi sau cùng thế mà trong thành đã bị tàn phá nặng nề, xác chết nằm tràn lan hoàn toàn biến thành một tòa thành chết, trải qua hơn mười mấy năm mới khôi phục sinh cơ. Thùy Hòa quyết định chủ động ứng chiến, dẫn binh xuống núi Thanh Khâu. Lưu Phong Viễn Sơn chỉ huy 5.000 tinh binh hồ tộc Thanh Khâu ẩn nấp trong rừng sâu dưới núi, Thùy Hòa chỉ dẫn đầu 200 cao thủ huyền quan mở rộng địa hình đánh trực diện kẻ địch, còn về những người khác chỉ đành lưu lại thành Thanh Khâu chuẩn bị chiến đấu. Cảnh giới huyền quan đủ sức chống lại được sát khí xung kích của đại quân giã tiên, nhưng cảnh giới chân khí không đỡ nổi đâu. uy áp của vạn quân sát khí thôi thúc kích phát, riêng chính chúng đã mang sung kích sát khí hùng mạnh. Huống hồ những giã tiên này vốn đã là chứng đạo giã thú, còn mang bản năng khát máu của giã thú. đừng nói ứng chiến, chỉ mỗi giao đấu đã không phải dũng khí của người bình thường có thể làm được. Cuộc chiến phong thần năm đó, mỗi một chiến trường đều là sát khí xông thẳng lên tận trời. lúc cao thủ đẳng cấp thiên tôn xuất chiến, mỗi một động tác phá vỡ hư không thiên tượng do đại hình pháp trận dẫn phát xảy ra biến hóa, nhật nguyệt không còn ánh sáng tinh tú biến sắc. Mà trận chiến hôm nay tuy rằng còn kém xa với cuộc chiến phong thần năm đó, nhưng cũng là trận chiến có quy mô lớn nhất ở thời đại mạt Pháp rồi, hoàn toàn vượt xa cuộc chiến đàm cửu long. Tại thời điểm đàm cửu long, đạo môn vẫn chưa có nhiều cảnh giới nguyên thần như thế. Sau khi trải qua sự kiện ở đàm cửu long, lực lượng của thời đại mạt Pháp bị suy yếu, bất luận là âm thi hay là đạo môn thậm chí cả giã tiên, thực lực đều đang đột nhiên tiến cao thần tốc. dã tiên biết đến sự tồn tại của Thùy Hỏa, tầng tầng lớp lớp phòng vây cảm bẫy chết người đều là chuẩn bị cho cô ấy. Mà cô ấy vẫn nghiêm nghị không hề sợ hãi, một mình một đao đứng ở hàng đầu của đội quân. Sau lưng cô ấy, 200 cao thủ huyền quan của hồ tộc Thanh Khâu xếp thành thế trận chiến đấu, tinh thần của từng người đều trang nghiêm. Thời gian trôi qua vô cùng chậm rãi, dường như rơi vào ngưng trệ, mỗi một giây đều như hành hạ dài vò. Đến rồi, ánh trăng chuyển sắc lạnh lẽo, Mờ mờ ảo ảo hiện ra một tia máu đỏ tươi. Núi rừng chim chóc kinh sợ, thú nhỏ bi ai gào thét. Tiếp sau đó một trận chấn động dữ dội trên mặt đất, mây gió trên trời biến đổi, ánh trăng nhuộm màu đỏ tươi. Âm thanh ầm ầm từ phương xa truyền tới, theo sau là từng tiếng gào giống của thú vật, sát khí cuộn trào mãnh liệt điên dại lao đến không cách nào ngăn cản được. Xuất hiện đầu tiên chính là phù tiên thú tộc, phù tiên là lão hổ chứng đạo, cái gọi rồng đi mây hổ cưỡi gió đại quân phù tiên cốt lõi vừa mới hiện thân, liền nổi lên một trận cuồng phong. Gió cực lớn, nhìn mây trôi như đang tháo chạy, cát và đá bay vù vù như mũi tên. Thổi mạnh đến mức khiến người ta không mở nổi mắt, trời đất một mảng ảm đạm. Trong gió mang theo mùi tanh hôi của mọi loài thú, sát ý càng nồng đậm tột cùng, bảy vạn đại quân giã tiên còn chưa hiện thân toàn bộ, chỉ một quân đoàn này của phù tiên thì đã khiến cả hồ tộc thanh khâu chấn kinh sợ hãi. Mà đoàn quân phù tiên này, lại chính là cao thủ đỉnh phong hợp đạo, ngoài trừ thủy hỏa ra hồ tộc thanh khâu không ai có thể địch nổi thực ra nếu không phải địch ta bất phân giã tiên nếu muốn tiêu diệt hồ tộc thanh khâu chỉ phái ra một đội quân phù tiên của yêu tộc liền có thể khiến hồ tộc thanh khâu diệt vong mà bây giờ bọn chúng tới lại là thất thập tam lộ đối diện sát cơ cuồn cuộn mãnh liệt của phù tiên sắc mặt thủy hỏa vẫn bình thản như nước cho dù gió thổi vù vù vào bốn lá đạo kỳ đằng sau lưng cô ấy nhưng mà người của cô ấy vẫn vững vàng bất động như ngọn núi cao đồ sộ không những không có một chút thần sắc sợ hãi còn bắt đầu tỏa ra quân uy thuộc riêng về mệnh cách phá quân. Quân uy của Thủy Họa mang theo túc sát có tiên thiên canh kim, ti trưởng chiến tranh nhân gian, sát khí phù tiên tuy mạnh, nhưng mạnh không hơn bổn tôn tiên thiên canh kim. Vì thế, ngay khi 3.000 quân của phù tiên yêu tộc xông tới phía trước Thủy Họa trăm trượt, cả đạo quân đều dừng bước chân lại, không dám tiếp tục tiến về phía trước nửa bước. Một người, diệt hết uy nghiêm của một đạo quân, mà đạo năm đó nếu không phải có phá quân sát phạt chinh chiến, chỉ dựa vào mỗi ma đạo tổ sư tuyệt đối không gánh vác được nổi cờ chiêu hồn của ma đạo phá quân sát phạt trinh chiến tham lang bày mưu tính kế thất sát đảo loạn tam giới tuy rằng ma đạo do ma đạo tổ sư một mình xây dựng lên nhưng mà tam tinh sát phá lang đều có thể xưng làm người sáng lập nên ma đạo thiếu mất một người cũng không đủ để ngộ đạo đây chính cái gọi là mệnh bàn của sát phá lang tam phương tứ trinh mệnh bàn này không lý giải được sở hữu thế lực xoay chuyển thiên hạ sau phù tiên chính là báo tiên tứ tiên liên tục những mãnh thú cuồn cuộn sông tới như thủy triều đại quân thất thập tam lộ giã tiên trước sau lần lượt hiện thân lúc này trên trời đã biến thành trăng máu trăng máu là điểm báo sát phạt chương 234, phá không nhi lai 2. mỗi một lần xuất hiện trăng máu đều sẽ có con số thương vong lên đến vạn người máu chảy thành sông sinh linh đổ thán đợi đến lúc toàn bộ 7 vạn đại quân giã tiên bảy binh bố trận xong xuôi sát khí mà quân uy tỏa ra đến ngay cả thủy hỏa cũng giữ vững không được thân ảnh Cô ấy khom eo, một đầu gối quỳ xuống đất, rút ra đao chân yêu cắm trên mặt đất mới miễn cưỡng ổn định thân ảnh. Nhưng mà cô ấy vẫn ngẩng cao đầu như cũ, trên gương mặt thanh tú xinh đẹp của cô ấy không hề nhìn thấy một chút kinh sợ nào. Lúc này 200 cao thủ huyền quan của hồ tộc Thanh Khâu đã bị quân uy mang sát khí của giã tiên ép lùi sâu vào trong rừng, chỉ còn lại một mình Thùy Hòa ở lại vị trí cũng ngạo mạn nhìn bảy vạn đại quân giã tiên. Trên đỉnh núi Thanh Khâu, tôi và Lưu Phong Sương đứng bên vực núi. Cho dù khoảng cách khá xa, nhưng ngay khi bảy vạn đại quân giã tiên bảy bố thế trận nơi này vẫn nhiễm sát khí thấu tận xương tôi không có cùng chiến đấu với thủy họa từ lúc cô ấy dẫn binh xuống núi tôi liền leo lên đỉnh núi thanh khâu không phải tôi không nguyện ý chia sẻ áp lực cho cô ấy mà là kiếm của tôi không thể sử dụng tùy ý được thất sát kiếm tuy rằng rất lợi hại nhưng với cái giá tiêu hao sinh cơ trước khi lấy kiếm nhập đạo kiếm không thể tùy tiện dùng sau khi lấy kiếm nhập đạo kiếm khí mà thất sát kiếm thôi thúc phát ra sẽ không tiếp tục tiêu hao sinh cơ mà là do đại đạo pháp tắc kiểm soát trực tiếp ngưng tụ, đến lúc đó mới có thể ra tay mà không cần kiêng rè gì hết. Tôi bây giờ cho dù đã đạt tới thân xác hóa thánh, mỗi kiếm vẫn tiêu hao sinh cơ như cũ, chỉ là so với lúc trước, tôi có thể sử dụng nhiều kiếm hơn rồi. Trước khi dẫn binh xuống núi, Thùy Hỏa đã nói với tôi, không được vì lo lắng cho an nguy sống chết của cô ấy, phải phóng tầm nhìn ra cả tình thế của trận chiến. Hồ tộc Thanh Khâu có thể tiếp tục giữ lại hay không, đều phụ thuộc vào trận chiến này. Nếu như trận chiến này không thể triệt tiêu được sĩ khí của bảy vạn giã tiên, thì cho dù chúng tôi giết được nhiều người đến đâu cũng không thủ hộ được thành thanh khâu. Vì thế hiện giờ tôi chỉ có thể nắm chặt lấy đuôi kiếm, nhìn Thùy Họa đơn độc một mình chịu đựng sát khí tẩy lễ của bảy vạn đại quân giã tiên, âm thầm chờ đợi cơ duyên xuất kiếm. Cô ấy làm sao mà làm được như vậy chứ? Nhìn Thùy Họa một mình đối địch trước bảy vạn quân ở dưới núi, Lưu Phong Sương hỏi tôi. Bởi vì cô ấy là phá quân của ma đạo, tôi nói, phá quân thì sẽ không biết sợ hãi sao phá quân cũng là người tất nhiên cũng biết sợ hãi rồi vậy tại sao cô ấy lại không lùi về sau chứ bởi vì cô ấy chính là vị tướng tung hoành ngang dọc sát phạt quyết đoán của ma đạo cô ấy không thể lùi bước không có phá quân sẽ không có ma đạo phá quân năm đó nếu như lùi về sau một bước vậy thì cả ma đạo đều sẽ lui ra khỏi nhân gian càng đừng nói tới việc cùng với tiên nhân hai đạo phân thiên hạ thành ba phần nhân tộc đâu đó mỗi người gánh vác trên vai mệnh cách phá quân, đều có quyết tâm tử chiến trên xa trường. Vì thế nên, năm đó dù cho cái chết của ma đạo tổ sư đã nhanh chóng được truyền ra bên ngoài, đệ tử ma đạo vẫn ngoan cường chịu đựng nỗi bi thương trong lòng, quyết tử chiến đến cùng. Tham lang cùng đắm chìm với đảo Kim Ngao, đệ tử ma đạo vẫn không có từ bỏ chống trả. Nhưng mà, ngay khi phá quân cầm đao xuống âm ti, một đao chém nứt sông Vong Xuyên, rồi chiến hồn hóa thành bích huyết, thì ma đạo rút lui khỏi vũ đài lịch sử thùy hỏa của giờ khắc này cũng giống hệt như phá quân năm đó. Đại quân giã tiên tụ tập xong xuôi thì không hề lập tức phát động công kích, cho dù bọn chúng thống hận thùy hỏa thấu xương. Tên của người, bóng của cây, phá quân ma đạo nếu như tùy tiện liền có thể tiêu diệt được, cũng sẽ không được gọi là phá quân rồi. Cuối cùng có người bước ra khiêu chiến rồi, là đỉnh phong hợp đạo Thường Nhị lang. Thường Nhị lang là chứng đạo cường mãng, tính cách nham hiểm dâm tà lại tàn nhẫn độc ác có chiến lực vô song. Trong thất thập tam lộ giã tiên, chiến lực đứng sau hồ tam thái gia và xà tiên liễu như thị. Hắn là tiên phong, muốn khiêu chiến tất nhiên phải là hắn rồi. Không giống với những kẻ khác, ánh mắt thường nhị lang khi nhìn Thùy Họa mang một tia nóng bỏng. Thùy Họa là cảnh giới hợp đạo, điểm này đây chỉ cần là người đã ngưng tụ ra nguyên thần đều có thể dùng thần niệm cảm nhận được. Mà thường nhị lang đồng thời cũng là hợp đạo, tu vi không hề yếu hơn Thùy Họa, giả sử lấy nguyên hình thân thú để chiến đấu, có thể đánh với kẻ cách nửa bước thành thiên tôn. Thế nên, thường nhị lang cũng có tư cách để khiêu chiến. Người ta nói Hoàng Hà Nương Nương chính là diễm quỷ, quả nhiên lời đồn không hề giả. Lời này với dứt, không chỉ hồ tộc Thanh Khâu không nhẫn nhịn nổi phẫn nộ, ngay cả liễu như thì cũng biến sắc ngay tại trận, à, hiển nhiên không ngờ tới thường nhị lang sẽ dùng cách này để khiêu chiến. Sắc mặt thùy họa lạnh lẽo, thân ảnh không chút biến động. Nhưng mà... Khí thức tiên thiên canh kim đầy giấy giữa đất trời điên cuồng ngưng tụ vào trong thanh đao trấn yêu mà cô ấy đang cầm. Nếu như ngươi ra tay giết ta, bảy vạn quân uy giã tiên nhất định sẽ hủy diệt thần hình của ngươi thường nhị lang phát giác ra sát khí bên trong thanh đao của thùy họa vô cùng nham hiểm nói hắn có gan bước ra chính vì nhìn ra được thùy họa không thể đem sát cơ toàn bộ khóa chặt lên người hắn cái gọi là khiêu chiến cũng không phải muốn hắn đi chiến đấu với thùy họa chẳng qua muốn hắn đi phá vỡ cục diện bế tắc tác động đến sát cơ mà thôi đáng tiếc là ánh mắt của hắn quá chuyên tâm rồi chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào thùy họa chưa từng chú ý tới trên đỉnh núi thanh khâu đang có một kiếm xé nát không khí bay tới. chương 235, Thiên Địa Giao Trinh 1 Thiên Tôn không thể chịu nhục, đặc biệt là Thiên Tôn của ma đạo ta. Lúc hách liên Thiên Tôn tử trận, tiên đạo thần nữ vì điều này mà giải hoa. Lúc Nam Hải vô cực Thiên Tôn tử trận, Nam Hải long tộc vì điều này mà thọ tang ba ngày. Vì thế, khi nghe thấy Thường Nhị lang nói ra lời sỉ nhục thùy họa, đến cả liễu như thị cũng không nhịn được mà biến sắc. Chẳng qua, cũng chính nhờ câu nói này của Thường Nhị Lang đã thật sự tác động đến sát cơ của bảy vạn đại quân giã tiên. Trận chiến này Thùy Hỏa bắt buộc phải chết, nếu không đợi đến lúc ma đạo tái xuất, giã tiên ở quan ngoại nhất định không thể tiếp tục tồn tại nữa. Kiếm của tôi không thể dùng thoải mái được, muốn giết phải giết hết mấy kẻ làm ảnh hưởng sĩ khí của giã tiên, Thường Nhị Lan chính là một trong số đó. Sát kiếm cần có sát tâm, xỉ nhục vợ tôi, muốn khiến tôi không sinh ra sát tâm cũng khó rồi đấy khi hắn nói đến hai từ diễm quỷ tôi đã động sát tâm rồi cơ thể nhanh như một con đại điểu lao thẳng xuống vách núi người trên không trung liên tục biến hóa chiêu kiếm đợi đến khi tới phía trên chiến trường vừa đúng lúc sử dụng xong năm chiêu trước của thất sát kiếm đợi đến lúc xuất kiếm thứ sáu đã hoàn hảo khóa chặt khí cơ của thường nhị lang thường nhị lang mau quay lại đây liễu như thị hét lên thường nhị lang vậy mà lại là một kẻ đạt đến đỉnh phong hợp đạo có thần niệm mạnh mẽ và ngay khi phát hiện ra sát cơ truyền đến từ không trung vô cùng quyết đoán hiện hóa ra nguyên hình thân thú, hóa thành một con cự mãng ngũ sắc sặc sỡ, hình thể có thể so với băng long, lại còn hung ác đáng sợ hơn băng long. Vải của cự mãng cứng cáp, răng nanh sắc bén, nhanh như tia chớp né qua bay lùi về sau. Cùng lúc đó, tứ tiên hóa thành thân thú nhắm chuẩn vào tôi mà gào thét lên một tiếng mạnh mẽ dữ dằn.